chương 1933, Long huyết đoán thể 2. Dùng long huyết đoán thể, máu tươi làm vật dẫn, long hồn dung hợp mới có thể tu luyện ra long ảnh tí, vũ kỹ kỳ quái như vậy khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc. Không biết khi trước tổ tiên Lục gia hầu hạ vị vũ đế nào sáng chế ra. Vũ kỹ như vậy tuyệt đối quá kinh khủng, người bình thường không thể tu luyện được. Đầu tiên là long huyết rất khó thu được, huống chi dùng long huyết đoán thể, Lục Thiếu Du có cảm giác, cho dù là long huyết yêu thú long tộc thất giai thì vũ vương bình thường cũng không thể thừa nhận được long huyết đoán thể này lúc này dùng long huyết hoàng kim yêu long viễn cổ bát giai đoán thể lục thiếu du phán đoán vũ tôn bình thường sợ rằng cũng không thể chịu được một cỗ lực lượng như vậy cũng may cường độ thân thể của hắn mạnh mẽ năng lượng nhập thể lục thiếu du có thể mơ hồ nhận ra được kinh mạch cốt cách cơ thể thậm chí lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong long huyết tiến vào trong cơ thể mà trong lúc thôn phệ thân thể không ngờ bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ dù bất diệt huyền thể có mạnh mẽ đến mấy cũng không có khả năng cải tạo thân thể trong lúc chỉ là loại cường hóa này dường như là củng cố bất diệt huyền thể khiến cho bất diệt huyền thể ngày càng mạnh hơn dưới năng lượng hỗn hợp của long huyết và linh dịch bên trong có một tác dụng kỳ dị khiến cho toàn thân lục thiếu du trên dưới mỗi một tấc thân thể thậm chí ngay cả da đều được năng lượng rèn rũa trở nên mềm dẻo và rắn chắc trong lòng lục thiếu du vô cùng vui vẻ sợ rằng sau khi hấp thu đám năng lượng trong long huyết này thân thể của hắn lại mạnh mẽ hơn nữa mà hiện tại, năng lượng trong long huyết còn lại này dường như đều đang đoán thể. Tâm thần lục thiếu du lần nữa khẽ động, năng lượng long huyết trong cơ thể từ trong cánh tay phải tuôn ra, tu luyện long ảnh tí, quan trọng nhất chính là rèn rũa cánh tay phải. Năng lượng hùng hậu cuối cùng hội tụ bên trong cánh tay phải, cánh tay lập tức bành trướng, cơn đau đớn đột nhiên truyền tới. Lục thiếu du có thể cảm giác được cánh tay phải của mình, dường như đang bị năng lượng phá hủy, toàn bộ cánh tay phải đang xảy ra biến hóa, bị năng lượng ăn mòn bao phủ lẽ nào chỉ có thể thôi động cánh tay phải không biết hai tay có thể đồng thời thôi động được hay không nếu như đồng thời thôi động hai tay thì uy lực hẳn sẽ càng thêm mạnh mẽ lục thiếu du suy nghĩ hắn có thể thuấn phát vũ kỹ hai tay đồng thời thôi động cũng không thành vấn đề nếu như có thể thôi động hai long ảnh tí uy lực có lẽ càng thêm mạnh mẽ tâm niệm khẽ động lục thiếu du bắt đầu dẫn từng đạo năng lượng mạnh mẽ đi về phía cánh tay trái năng lượng cũng lập tức hội tụ trong cánh tay phải đau đớn từ hai cánh tay chuyển tới, cánh tay trái bắt đầu có biến hóa, bị năng lượng ăn mòn, bao phủ. Cứ như vậy thân thể lục thiếu du, giống như lão tăng nhập định ngồi thiền trong hỏa long đỉnh, linh hỏa quanh thân không ngừng cuồn cuộn, linh hỏa bao phủ lục thiếu du vào bên trong. Ở giữa linh hỏa, một cỗ năng lượng tinh luyện không ngừng chui vào trong cơ thể lục thiếu du, cuối cùng đều tiến vào trong thân thể hắn. Trong hỏa long đỉnh, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, trên long huyết không ngừng có sương mù màu trắng bốc lên, tạp chất đều bị lục tâm đồng luyện hóa, chỉ có năng lượng tinh thuần bị Lục Thiếu Du hấp thu. Trong thiên trụ giới yên tĩnh lúc này đối với Lục, Thiếu Du mà nói đã không còn khái niệm thời gian, thân thể giống như lão tăng ngồi nhập định, không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài vào trong cơ thể. Lúc này linh lực của Lục Tâm Đồng không ngừng thôi động linh hỏa phụ trợ, không dám có chút sợ ý nào. Theo thời gian Lục Thiếu Du đoán thể, toàn bộ Đông Hải rung động, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Vân Đảo đều phái ra cường giả quy môn lớn hành động khiến cho vô số thế lực trong Đông Hải suy đoán, nhất thời bầu không khí trong Đông Hải vô cùng căng thẳng. Trên đại lục Linh Vũ, trong phạm vi Vân Dương Tông cũng rất ầm ĩ, mấy vạn đệ tử tinh anh của Vân Dương Tông đi về phía sơn mạch Vũ Đô, khiến cho vô số người suy đoán, đông đảo thám tử các thế lực nhìn chằm chằm vào Vân Dương Tông, lập tức chuyển tin tức về bốn phía. Trong cổ vực, hiện tại đã trực tiếp gió nổi mây phun, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông huy động đại quân quy mô di chuyển khiến cho cả cổ vực sôi trào nhân mã linh thiên môn phi linh môn đã sớm được điều động một hồi đại chiến là điều khó tránh khỏi ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía thiên môn cốc tất cả thám tử của các thế lực hội tụ trong thiên môn cốc thiên mốc lúc này đã trở thành toàn bộ tiêu điểm của cổ vực trong cổ vực có không ít thế lực nhị lưu nhất lưu đang âm thầm chờ mong vạn nhất nếu hai bên lưỡng bại câu thượng bọn họ có thể chiếm được không ít tiện nghi cho nên kết quả tốt nhất là nhân mã song phương lưỡng bại câu thương thì hơn sắc khai chiến rồi Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo sẽ hạ thủ với Phi Linh Môn. Linh Thiên Môn nhất định sẽ che chở cho Phi Linh Môn. Lần này sợ rằng sẽ máu chảy thành sông, thế lực trong cổ vực lần này sợ rằng sẽ lại biến đổi sau lần đại chiến. Cổ vực sôi trào, ai nấy đều hiểu rõ, lần này mặc kệ là ai thua ai thắng, phân bố thế lực trong cổ vực sẽ thay đổi, bóng ma của đại chiến bao phủ cổ vực. Khi một tia long huyết cuối cùng trong Hỏa Long đỉnh bị Lục Thiếu Du hấp thu vào trong cơ thể lục tâm đồng thu hồi thủ ấn linh hỏa đang cuồn cuộn lập tức biến mất không thấy đâu phù lúc này trong hỏa long đỉnh hai tay lục thiếu du có chút bành trướng một cỗ quang mang nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn trên hai tay cả hai tay đỏ bừng đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của lục thiếu du hé mở tinh quang trong mắt bắn ra tiếp đó hắn móc hai bình ngọc ra đây chính là máu trong cốt tủy của hai người bàn hủy bàn vân bình ngọc vừa mở máu tươi tràn ra lập tức bị chân khí lục thiếu du bao vây máu tươi lơ lửng trong không trung mơ hồ có một cỗ long uy mạnh mẽ từ bên trong máu tươi lan tràn ra nhìn hai tay lục thiếu du nhíu mày thụ ấn lần nữa biến đổi máu tươi làm vật dẫn một tiếng quát nhẹ vang lên trong lòng bàn tay lục thiếu du có một đạo chân khí bạo phát hóa thành một vòng xoáy bằng chân khí trong vòng xoáy có hấp lực tuôn ra thôn vệ từng tia máu tươi vào bên trong sau đó dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn Máu tươi tràn ngập long uy bị vòng xoáy bao phủ, vòng xoáy vừa mới bao phủ máu tươi lập tức dung nhập vào bên trong dòng xoáy chân khí, máu tươi và chân khí dây dưa vào nhau. Hai cỗ lực lượng hòa quyện với nhau, máu tươi giống như bị kích thích, năng lượng hùng hậu lập tức khoách tán mang theo lực lượng cuồng bạo. Một cỗ uy áp và năng lượng kinh khủng từ trong máu tươi cấp tốc lan tràn. Chương 1934, trong thiên môn cốc. Phanh phanh. Hai tiếng trầm muộn truyền ra máu tươi trong dòng xoáy chân khí nổ tung năng lượng điên cuồng chút xuống trong nháy mắt chui vào trong lòng bàn tay của lục thiếu du hai cỗ năng lượng chui vào trong lòng bàn tay toàn bộ thân thể lục thiếu du run lên hai cỗ máu tươi tiến vào trong lòng bàn tay lục thiếu du tức thì tản ra ba động năng lượng kinh người lục thiếu du lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động hùng hậu đáng sợ năng lượng ẩn chứa bên trong máu tươi không ngờ lại đáng sợ như vậy như muốn đem cánh tay hắn phá hủy thành từng mảnh nhỏ dung hợp lục thiếu du cắn răng quát trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tâm thần vận chuyển năng lượng bắt đầu dung hợp máu tươi. Cánh tay chịu năng lượng trùng kích mạnh mẽ, không cho nó thẩm thấu ra bên ngoài. Năng lượng hùng hậu tuôn ra, quang mang trên đôi tay lục thiếu du run run, tới cuối cùng hầu như không gian toàn thân hắn đều có năng lượng mạnh mẽ lan tràn ra, bên trong cỗ năng lượng này còn có một cỗ long uy mạnh mẽ. Theo dung hợp, máu tươi thẩm thấu vào trong hai tay, khí thức mạnh mẽ trên người lục thiếu du cũng nhanh chóng khuếch tán. Lục tâm đồng ở một bên vô cùng kinh ngạc, lúc này chỉ thấy chung quanh ca ca nàng tràn ngập năng lượng ba động, rồi một cỗ năng lượng uy áp đáng sợ từ bên trong tràn ra, cỗ năng lượng này khiến cho nàng càng lúc càng cảm thấy run sợ. Năng lượng uy áp thật mạnh mẽ. Lục Tâm Đồng kinh ngạc thầm nghĩ, Long hồn dung hợp, thủ ấn Lục Thiếu Du lần nữa được kết, đem hai đạo long hồn của Bàn Vân và Bàn Hủy gọi ra, một tiếng long ngâm vang lên. Ngao. Tiếng long ngâm này không kinh khủng như của Tiểu Long, vì vậy chỉ có thể gọi là long khiếu mà không tới trình độ như long ngâm. Thế nhưng thanh âm này cũng đủ để khiến cho lòng người rung động. Tiếp đó thu ấn trong tay Lục Thiếu Du lần nữa biến hóa, hai đạo long hồn phân biệt tiến vào trong hai lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Hai tay đều trải qua rèn rũa. Lục Thiếu Du cũng âm thầm cảm thấy may mắn, vì có thể lấy được hai đạo long hồn từ trên người Bàn Hủy và Bàn Vân. Hai đạo long hồn tiến vào trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, hai đạo long hồn lập tức xoay quanh đôi tay hắn, trong long hồn này mang theo một cỗ long uy, mà uy áp này đủ để khiến cho người thiếu can đảm chết ngất. Cảm nhận cỗ uy áp này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cảm thấy nóng bỏng, long uy càng mạnh, chứng minh uy lực khi tu luyện thành Long ảnh tí càng mạnh mẽ. Tu luyện Long ảnh tí vốn chỉ cần máu tươi của yêu thú long tộc thất giai mà thôi, mà hiện tại Lục Thiếu Du dùng long huyết của Bàn Hủy, Bàn Vân, Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ Bát giai, hiệu quả không thể nghi ngờ càng thêm mạnh mẽ. Theo dung hợp long hồn, trong đôi tay của Lục Thiếu Du, năng lượng ngày càng kinh khủng. Lúc mơ hồ bên trong cánh tay Lục Thiếu Du, sau khi long hồn dung hợp có một thanh âm dị dạng giống như long khiếu, trầm thấp, giống như gầm gừ. Mỗi một lần long khiếu vang lên, hai tay lục thiếu du ru run lên, thời gian giống như cát chảy trôi qua. Trong thiên trụ giới, tất cả mọi người đều đang tĩnh tâm tu luyện, nhìn thấy ca ca không có việc gì, lục tâm đồng cũng đi tới phía xa tu luyện. Sắc mặt hai người bàn hủy, bàn vân trắng bệch, sau khi ăn vào rất nhiều thiên tài địa bào đã khôi phục không ít. Thời gian mấy ngày sắc mặt hai người đã hồng nhuận trở lại. Dương quá, sát phá quân, hắc vũ, long linh, tiểu long thiên độc yêu long, như hoa, phi thiên ngô công lúc này đều đang tu luyện, trong không gian vô cùng yên tĩnh. Gần 15 ngày sau, tiếng long khiếu trên tay lục thiếu du mới dần dần ít đi, cảm giác bành trướng, và đỏ rực trên cánh tay của lục thiếu du lúc này mới dần dần biến mất. Phu, khi lục thiếu du mở hai mắt ra, thụ ấn trong tay được thu lại, khóe miệng nở nụ cười. Long huyết đoán thể, máu huyết làm vật dẫn, long hồn dung hợp, ba bước này hắn đều đã hoàn thành kế tiếp nên chính thức tu luyện long ảnh tý long ảnh tý vũ kỹ địa cấp trung giai vũ kỹ quỷ dị như vậy lục thiếu du vô cùng chờ mong không biết uy lực của nó sẽ tới mức nào hiện tại hắn dùng máu của hoàng kim yêu long viễn cổ bát giai hẳn là so với máu của yêu thú long tộc thất giai bình thường sẽ mạnh hơn không ít tu luyện tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng lục thiếu du nhanh chóng vùi đầu tu luyện long ảnh tý trong đầu hiện ra phương pháp tu luyện long ảnh tý chân khí từ trong đan điền tuôn ra, cuối cùng từ trong kinh mạch đặc thù vận chuyển ra, sau đó hội tụ trên hai tay. Hai tay được rèn rũa qua phối hợp với long hồn thôi động, bắt đầu tu luyện. Tu luyện long ảnh tí, lần đầu tiên hội tụ chân khí lục thiếu du ngay lập tức thất bại. Chân khí một khi tiến vào trong cánh tay lập tức tán loạn, chân khí phản phệ chút xuống cơ thể khiến cho lục thiếu du ăn không ít vị đắng. Nếu đổi lại là người khác sợ rằng không biết sẽ như thế nào. Vũ Vương cửu trọng, bình thường tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai đã là cực hạn, còn phải là người có thiên phú tuyệt hảo, mà lúc này Lục Thiếu Du đã tu luyện vũ khí địa cấp trung giai, nếu như đổi lại là một vũ vương cửu trọng khác, sợ rằng chỉ riêng chân khí phản phệ, cũng đủ để cho người này không chết thì cũng phải bị thương nặng. Đối với chuyện này Lục Thiếu Du cũng không sợ hãi, vũ khí địa cấp trung giai hắn cũng đã sớm tu luyện thành công qua, đó chính là Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, long ảnh tí này nhất định hắn cũng có thể tu luyện thành công. Theo tu luyện Lục Thiếu Du mới phát hiện ra, Long ảnh tí kỳ dị này không chỉ có điều kiện tu luyện hà khắc, mà sự cực khổ khi tu luyện cũng không dưới hoàn vũ thất toàn trảm. Lục Thiếu Du đương nhiên không phải dạng người gặp khó mà lùi bước, mỗi một lần thất bại đều tiếp tục tu luyện, trong lòng bàn tay hắn thi thoảng vang lên từng tiếng long khiếu, bên trong mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Thiên Môn Cốc là một nơi ở sát biên giới cổ vực, lại là nơi tương giao giữa các thế lực lớn. Khu vực này cũng không phải là chỗ quá quan trọng gì, đối với khu vực này người trong cổ vực biết tới nó cũng không nhiều. Đại bộ phận mọi người đều cảm thấy có chút xa lạ, mà đoạn thời gian gần đây danh tự Thiên Môn Cốc như sấm rền bên tai đám người trong cổ vực, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Môn Cốc, bởi vì trong Thiên Môn Cốc này sợ rằng sắp có đại chiến xảy ra. Thiên Môn Cốc diện tích khá lớn, chu vi có vô số ngọn núi trùng điệp, bởi vì hai mặt đều là núi vây quanh cho nên ở giữa chỉ có một cái thông đạo đi qua. Mà ở trong này cũng có một hạp cốc rất lớn, hạp cốc này lớn không gì sánh được, lại giống như cổng trời cho nên mọi người đều gọi nơi này là Thiên Môn Cốc trong thiên môn cốc cũng có không ít dã thú và yêu thú, có một ít dòng binh đoàn nhỏ thi thoảng cũng đi qua sơn mạch này. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây, trong núi non thiên môn cốc không có một dòng binh đoàn nào dám đặt chân vào. Cả đám yêu thú, dã thú trong sơn mạch này dường như cũng biến mất không thấy. Dường như bọn chúng cũng cảm giác được đại chiến sắp xảy ra trong thiên môn cốc vợ. Y, chương 1935, đại chiến đã tới một. Lúc này trong thiên môn cốc có vô số bóng người, gần 20 vạn người hội tụ trong thiên môn cốc trên một đỉnh núi không ít thân ảnh lặng lẽ đứng đó mấy người đứng đầu chính là khoái kiếm vương trương minh đào hoàng bắc nhiên còn có mấy đà chủ phân đà của phi linh môn có mặt mặt khác còn có thạch vượng yêu vương trường ngao yêu giải cùng chúng yêu thú thất giai hóa thành hình người ở bên trong vẻ mặt mọi người đều có chút ngưng trọng giát giữa không trung lúc này có mấy đầu yêu thú phi hành bay tới dường như đang nói với thạch vượng yêu vương tin tức gì đó lưu trưởng lão yêu thú phi hành báo lại người của hắc sát giáo phía trước chỉ còn mấy ngày nữa sẽ tới thiên môn cốc thạch vượng yêu vương nói với khoái kiếm vương lưu kiếm hắc sát giáo phái tới bao nhiêu người lưu kiếm nhướng mày hỏi dường như có năm sáu vạn người thạch vượng yêu vương nói còn có hóa vũ tông lan lăng sơn trang cũng phái ra năm sáu vạn người có lẽ không bao lâu lẽ đám người này đều sẽ tới nhiều như vậy sao mọi người chung quanh lập tức sợ hãi than nhiều người như vậy thực lực hiện tại của phi linh môn trong thiên môn cốc căn bản không thể chống lại ba sơn môn kia. Trong lòng mọi người hiểu rõ, 20 vạn đệ tử của phi linh môn tuy rằng không kém, còn có mấy nghìn yêu thú, nếu như so sánh với thế lực nhất lưu thì dư sức, thế nhưng so sánh với mấy quái vật lớn như lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo thì đương nhiên còn kém xa. Lưu trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong đám người ở đây thì địa vị của khoái kiếm vương lưu kiếm là cao nhất cho nên mọi người lập tức nhìn về phía hắn đây là sự sắp xếp của trưởng môn, trưởng môn tự nhiên sẽ tới, tử thủ ở trong thiên môn cốc là được. Lưu Kiếm trầm giọng nói, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Vạn nhất trưởng môn không tới thì hai mươi vạn đệ tử phi linh môn sẽ trở thành con cá trong chậu. trong thiên trụ giới, theo thời gian trôi qua chỗ tiểu long tu luyện tức thì sóng gió nổi lên, tiểu long đã hóa thành bản thể khổng lồ, lân phiến mở rộng hấp thu năng lượng đang hội tụ tới. một cỗ uy áp cường hãn lan tràn ra khiến cho huyết mị hắc hùng thiên độc yêu long, như hoa, phi thiên ngô công, long linh bị ảnh hưởng, cả đám lập tức nhìn về phía tiểu long một cái rồi mới tiếp tục tu luyện. Trong một sơn mạch, đất trời như dung chuyển, 50 vạn đại quân đi qua cỏ dại ven đường không thể sinh trưởng, đá bay cát chảy, giữa không trung có không ít yêu thú phi hành vây quanh, bên trên đều có vô số bóng người, có không ít yêu thú tọa kỵ, có yêu thú hình sói, có yêu thú hình hồ, có yêu thú hình voi, còn có tuấn mã, trên lưng mỗi một đầu yêu thú đều có không dưới 10 người trên lưng yêu thú phi hành trên không trung cũng có mấy trăm người. Tổng cộng 50 vạn người chậm rãi đi về phía trước giống như châu chấu di chuyển, vô số rừng cây, thâm sơn bị săn bằng. Trong đoàn người đông nghịch có một đầu yêu thú lục giai trung kỳ chậm rãi bay đi, trên lưng yêu thú phi hành có mấy chục đạo thân ảnh, đồng quy tinh đưng trước, trên người mặt một bộ hắc bào, sát khí tràn ra. Hóa vũ tông và hắc sát giáo có lẽ rất nhanh sẽ tới. Trên lưng yêu thú phi hành, một lão giả tu vi vũ vương cửu trọng lên tiếng. Phi Linh Môn nho nhỏ không ngờ cũng dám trêu vào hắc sát giáo ta. Lần này trực tiếp diệt nó thôi, cũng tiện chiếu cáo cho thiên hạ biết hắc sát giáo chúng ta không phải là thế lực, mà kẻ nào cũng có thể trêu vào. Phi Linh Môn chỉ là một bình hoa, chúng ta muốn đập lúc nào cũng được. Bên người đồng quy tinh, một lão giả mặc trường sa màu đen, khuôn mặt giả nua khẽ nói. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, Phi Linh Môn kia đương nhiên hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Phi Linh Môn nho nhỏ không ngờ lại muốn chết, không san bằng phi linh môn giết cho gà chó không yên thì hắc sát giáo chúng ta làm sao có mặt mũi đặt chân trên cổ vực được nữa một lão giả lạnh nhạt nói gợn sóng quanh thân như ẩn như hiện khí thức trên người tuyệt đối đã đạt tới tôn cấp trong rừng cây đại quân gửi yêu thú tuấn mã đi trước khí thức tràn ra hiến cho toàn bộ yêu thú trong sơn mạch chạy trốn sắp tới thiên môn cốc rồi trên bầu trời trên lưng một đầu yêu thú phi hành lục giai khổng lồ có một lão giả mặc áo xám lên tiếng Trước tiên cứ săn bằng thiên môn cốc này sau đó mới săn bằng phi linh môn. Công tôn hóa nhai đứng trước, trường bào màu trắng phất phơ, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo. Lục thiếu du, lúc này phi linh môn mà ngươi xây dựng lên sẽ biến mất, thiên phú mạnh thì đã làm sao? Linh vũ chiến vương, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu thì làm sao? Trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ, ánh mắt ra cát tử vân lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên mang theo hàn ý không thể che giấu. Người mà hắn vô cùng thống hận kia lần này, sợ rằng đã không ai còn có thể cứu được nữa. Tử Vân, nếu như đại chiến bắt đầu thì con phải cẩn thận một chút. Trên lưng yêu thú phi hành, Gia Cát Tây Phong nói với Gia Cát Tử Vân. Cha, người yên tâm đi, con cũng không tin phi linh môn có mấy người có thể chống lại con. Gia Cát Tử Vân lạnh nhạt nói, phía chân trời yên tĩnh, khi ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào thiên môn cốc, người của Lan Lăng Sơn Trang đã tới gần phi linh môn, một đầu yêu thú khổng lồ đỏ như máu vỗ cánh xẹt qua. Trên lưng yêu thú phi hành chính là mấy cường giả trong phi linh môn, nhìn một mảnh kiến trúc vô biên, sát khí trong mắt thôi hồn độc vương Đông vô mệnh bắn ra. Phía dưới chính là một tòa đại thành phồn hoa, cư dân trong đại thành sợ rằng không ít hơn ngàn vạn. Buổi sáng, tiếng động lớn xôn xao hội tụ vang vọng tận trời, trên các con đường rộng lớn có vô số người đi lại như dòng nước chảy khiến cho người ta có cảm giác náo nhiệt phi phàm. Cửu đầu yêu giao bay thẳng tới một ngọn núi trên đại thành, ngọn núi sát đại thành này vô cùng rộng lớn từ trên nhìn xuống bốn phía đều là một mảnh kiến trúc mênh mông vô bờ. Núi non chung quanh quay chung quanh một cung điện ở giữa, có vẻ vô cùng to lớn và đồ sộ. Chư vị cung phụng, phó trưởng môn, phía trước chính là thanh phong môn rồi. Trên lưng cửu đầu yêu dao, thân thể yểu điệu của hoa mãn ngọc đứng đó, dung nhan tuyệt mỹ nóng bỏng khiến cho người ta có cảm giác đầy dã giá tính. Làn da màu nâu kia dưới bộ y phục màu trắng trên người lại khiến cho người khác nhìn vào lúc này không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đem thanh phong môn san bằng cho ta, Thôi hồn độc vương Đông vô mệnh thản nhiên nói, Thôi hồn độc vương Đông vô mệnh nói xong, chúng cường giả trên lưng cửu đầu yêu giao đem khí tức thả ra, toàn bộ không gian dưới mấy cỗ khí tức này lập tức nặng nề, tràn ngập một cỗ khí tức dương cung bạt kiếm. Người phương nào dám xông vào thanh phong môn ta? Ngoài đại thành, dưới cửa thành có đệ tử Thanh Phong, môn nhìn thấy yêu thú bay thẳng vào trong thành lập tức quát lớn. Chương 1936, đại chiến đã tới hai. Phanh phanh nhưng mà tên đệ tử này còn chưa dứt lời, trong bảy đầu của cừu đầu yêu giao, một hỏa cầu từ cái miệng bên trái của nó đánh xuống, thanh âm bạo liệt vang lên, toàn bộ cửa thành trực tiếp bị săn bằng. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung, hơn 10 đệ tử dưới cửa thành lập tức tan xác. Ngao! Ngay khi mọi người trong thành đang sửng sốt vì thanh âm bạo liệt kia, cừu đầu yêu giao rít lên một tiếng, thân thể to lớn mang theo tàn ảnh trong nháy mắt đã phóng tới ngọn núi phía trước. Giết Thôi hồn độc vương Đông vô mệnh nói xong đồng thời linh lực quanh người khuếch tán, thân ảnh lao thẳng về phía Thanh Phong môn. "Giết!" Đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà, Thiểm Điện báo Ngô Dũng, Tả Thiên khung, Linh Vũ song quái vốn là đám người hung danh vang xa, lúc này cả đám không có chút khách khí nào đằng đằng sát khí không có chút do dự, lập tức lao thẳng về phía trước, bắt đầu xuất thủ. Phanh phanh. Trong nháy mắt này thanh âm đinh tai nhức óc từ phía chân trời vang lên năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc tức thì khuếch tán, toàn bộ bầu trời lắc lư. Người của Thanh Phong môn còn chưa kịp phản ứng đã gặp phải tai ương ngập trời. Loại tàn sát này bọn họ không thể chống lại được. A, à, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm bạo liệt kinh người vang lên. Kinh khí cường hãn khuếch nas, không gian rung động tới một trình độ vô cùng kinh khủng. Trên mặt đất, đất đá bắn tứ tung. Người nào dám làn cản? Trong thanh phong môn lập tức có mấy vũ xuất phóng lên cao. Chết đi! thân thể to lớn của hoa mãn lâu trên không trung trực tiếp tát một cái. Lúc này hoa mãn lâu đã là vũ vương nhị trọng, một cái tát đánh ra, không gian tức thì nổ tung, một vũ xuất lập tức bị đánh nát. Phanh phanh, một đạo trảo ấn trong tay thôi hồn độc vương đông vô mệnh đánh xuống, hai vũ xuất của thanh phong, môn còn chưa biết là chuyện gì xảy ra đã trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ. Trong thanh phong môn, chỉ chưa đầy một chung trà sau toàn bộ ngọn núi cao nhất của thanh phong. Môn trực tiếp bị săn bằng, khi cửu đầu yêu giao giữ tận vỗ cánh rời đi, thì vô số người trong đại thành vẫn còn đang trong chấn động, cả đám trợn mắt líu lưỡi. Đường đường là thanh phong môn không ngờ chỉ trong chốc lát đã bị săn bằng. Những cường giả này rốt cuộc từ đâu tới? Cửu đầu yêu giao, đây hình như là tọa kỵ của thôi hồn độc vương đông vô mệnh phi linh môn. Bọn họ là người của phi linh môn. Người phi linh môn tới đây diệt thanh phong môn. Trên cửu đầu yêu giao, chúng cường giả phi linh môn đem sát khí thu liễm lại. Thanh phong môn, nam hải môn, bảo đài môn đã bị diệt, chúng ta cũng không còn cách thiên môn cốc bao xa nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất tới đó, chúng ta phải nhanh chóng tới thiên môn cốc. Thôi hồn độc vương đông vô mệnh nhìn phía trước, hiện tại phải mau chóng tới thiên môn cốc. Lục thiếu du có thiên sĩ tuyết sư, tốc độ nhanh hơn không ít, đám người bọn hắn xuất phát trước nói không chừng còn tới sau. Trong thiên trụ giới, thời gian giống như cát chảy, trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Tất cả mọi người đều đang tu luyện tu luyện trong không gian này mọi người đều có thể cảm giác được dường như bản thân đang tiến vào trong trạng thái đặc biệt một khi tu luyện lập tức có cảm giác thuận buồm xuôi gió điều này càng khiến cho mọi người mừng rỡ không ngớt một cỗ khí tức ba động càng ngày càng mạnh trên lân phiến của tiểu long lúc này đang có lưu quang tràn ra mỗi một khối lân phiến đều đang hấp thu năng lượng vô hình khổng lồ trong thiên địa đồng thời trên đầu tiểu long con mắt thứ ba mở ra năng lượng thiên địa vô hình trong bầu trời tức thì cuồn cuộn tiến vào trong con mắt thứ ba của nó Cùng lúc đó một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát ra. Dưới khí tức này, toàn bộ không gian chấn động, bất an. Cỗ khí tức này duy trì rất lâu khiến cho đám người như hoa, thiên độc yêu long, huyết mị, hắc hùng, phi thiên ngô công không thể tu luyện bình thường. Cả đám sắc mặt tái nhợt, yêu nguyên cùng linh nguyên trong cơ thể bị ảnh hưởng. Khí thế bạo phát, khí tức tiểu long giống như đột phá bình cảnh đột nhiên kéo lên cao. Theo cỗ khí tức bạo phát có một cỗ khí thế tràn, ra đồng thời mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối không gian chung quanh dưới cỗ khí tức cường hãn này lập tức run rẩy thân thể to lớn của tiểu long lúc này cũng chậm rãi tăng lên trên lân phiến màu vàng toàn thân mang theo khí tức nóng bỏng không gì sánh được một cỗ uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra cảm nhận cỗ uy thế kinh người kia bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn rung động uy áp thật mạnh mẽ lúc này hắc vũ nhìn bản thể khổng lồ của tiểu long đối với khí tức trên người tiểu long ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng thời gian cứ như vậy trôi qua khoảng chừng một canh giờ sau trong miệng tiểu long mới phát ra một tiếng ngâm ngao tiếng long ngâm này hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh một cỗ khí tức nồng đậm lan tràn trong khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự tức thì khiến cho huyết mị hắc hùng thiên độc yêu long như hoa ngay cả bàn hủy bàn vân long linh cũng cảm thấy toàn thân run lên bắt đầu phủ phục huyết mạch thanh long linh hoàng chân chính còn có huyết mạch yêu hoàng huyền vũ, lại là huyết mạch cao nhất. Quá mạnh, chỉ tiếc không thể thu được sự đồng ý của hai tộc A. À, Hắc vũ nhìn vào bản thể của tiểu long thì thảo nói nhỏ. Ngao! Tiểu long lần nữa rít lên một tiếng, thân thể lơ lửng trên không trung rồi cuồn cuộn. Khí tức trên người trong nháy mắt này kéo lên tới một độ cao mới, uy áp trên người ngày càng mạnh. Tới lúc này, động tĩnh lớn như vậy cũng không duy trì quá lâu nữa. Sư, khi không trung khôi phục lại sự yên tĩnh, thì thân thể to lớn của Tiểu Long bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đám quang mang nồng đậm, bên ngoài tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người quang mang thu liễm, thân ảnh một thiếu niên chậm rãi xuất hiện trước mắt bao nhiêu người. Đạo thân ảnh này ước chừng 13-14 tuổi, so với dáng dấp ban đầu thì trưởng thành hơn không ít. Trường bào màu vàng khiến cho khí tức tôn quý không thể che giấu, khí tức vô hình chấn động nhân tâm quanh thân khiến cho linh hồn không thể khống chế được, mà ba động. Giữa không trung, Tiểu Long đứng trên bầu trời hai mắt nhắm chặt dường như đang nghĩ tới điều gì đó thân ảnh lục thiếu du lúc này mới xuất hiện ở không gian này động tĩnh cường hãn vừa rồi so với đám người hắc hùng huyết mị đột phá bát giai còn chấn động hơn nhiều tất cả mọi thứ xảy ra trong thiên trụ giới đều nằm trong tâm thần dò xét của lục thiếu du chủ nhân huyết mị hắc hùng hành lễ lục thiếu du phất tay ý bảo miễn lễ ánh mắt nhìn chăm chú vào tiểu long trên bầu trời tiểu long đột phá bát giai sợ rằng trong đầu lại có thêm ấn ký linh hồn mà mẫu thân tiểu tử này lưu lại. Chương 1937, Tiểu Long đột phá bát giai. Mẫu thân. Một lát sau đôi mắt Tiểu Long mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra, giống như khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào đều phải thần phục. Tiểu Long, làm sao vậy? Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe lên rồi đi tới bên người Tiểu Long trên không trung. Lão đại, mẫu thân đệ để lại linh hồn ấn ký, nói cho dù đệ đột phá bát giai cũng không nên đi tìm người. Trong mắt Tiểu Long có chút ướt át, Bàn tay nhỏ nắm chặt lại. Việc này tạm thời gác lại, một đoạn thời gian nữa lão đại đi cùng với đệ. Lục Thiếu Du nói, Tiểu Long vẫn muốn đi tìm mẫu thân, hắn thân là lão đại sao có thể mặc kệ. Xong việc này có lẽ nam thúc cũng đã khôi phục, hắn cũng có thể thử đột phá tôn cấp một chút. Sau khi đột phá tôn cấp, hắn có muốn đi tới tổ yêu, Lâm hoặc là linh hoàng nhai cũng có thực lực để dựa vào. Được, Tiểu Long gật đầu. Thời gian không kém bao nhiêu nữa, chúng ta cũng chuẩn bị ra ngoài thôi. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hàn ý trong mắt bắn ra. Ngoài Thiên Môn cốc rộng lớn có từng ngọn núi trùng điệp, lúc này đã tới mùa đông, cảnh vật tiêu điều, trong không khí mang theo sự lạnh lẽo. Ầm ầm, ngọn núi to như vậy không ngờ lại rung động giống như địa chấn. Cường giả Phi Linh Môn không khó có thể cảm giác ra được bên ngoài Thiên Môn, cốc lúc này có đại quân quy mô lớn đang tới gần. Trong Thiên Môn cốc, chúng cường giả Phi Linh Môn lúc này vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn cũng có chút lo lắng. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sắp tới. Một đại hán áo lam lên tiếng, đây là một đà chủ phân đà của Phi Linh Môn, người này là đệ tử của Lộc Sơn Lão Nhân có tu vi vũ xuất. Yên tâm đi, trưởng môn nhất định sẽ chạy tới kịp. Khoái kiếm vương nhìn phía trước, thời gian sắp tới, nếu như trưởng môn không tới, đệ tử Phi Linh Môn sẽ bị nhốt trong thiên môn cốc, đến lúc đó bị ba sơn môn này vây công thì có chạy đằng trời. Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ. Mấy ngày nay chúng ta nhẫn nhịn đủ rồi, Hoàng Bác Nhiên nổi giận nói. Từ trước tới nay ba sơn môn này khiêu khích phi linh môn đều một mực nhẫn nhịn, thế nhưng ba sơn môn này càng lúc càng quá phận. Nếu như thực sự không được thì liều mạng cũng phải khiến cá chết lưới rách, giết một người không thiệt, giết hai thì coi như lãi một người. Trương Minh Đào nói. Chủ nhân tới. Yêu Hoàng tới. Lúc này trong đám người phi linh môn, Thạch Vượn Yêu Vương cùng đám yêu thú thất giai lập tức cảm ứng được khí thức phía xa. Nghe Thạch Vượn Yêu Vương nói, toàn thân đám người khoái kiếm vương run lên, giống giống trong không trung yên tĩnh có một tiếng giống lớn vang vọng một dạo thú ảnh màu trắng gắt vỡ không gian bay tới trong nháy mắt đầu thú ảnh màu trắng này giống như lưu tinh xuất hiện trên bầu trời trên lưng yêu thú màu trắng này có trục đạo thân ảnh đứng đó phía trước có một người mặc áo xanh chắp tay đứng đó trong thiên môn cốc hai mươi vạn đệ tử ngước nhìn lên bầu trời nhìn thấy thiên sĩ tuyết sư khổng lồ trong lòng tất cả đệ tử phi linh môn như được uống một liều thuốc trợ tim tức thì kích động hẳn lên thiên sĩ tuyết sư, là tọa kỵ của trưởng môn. Trưởng môn tới rồi. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến yêu hoàng. Ra mắt tiểu thư. Từng thanh âm hội tụ thành tiếng gầm truyền đi rồi quanh quẩn trong bầu trời thiên môn cốc. Sư sư. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, trục đạo thân ảnh này từ trên nhảy xuống. Sau một cái lắc mình lập tức xuất hiện bên cạnh đám. Người khoái kiếm vương và trúng cường giả đầu lĩnh của phi linh môn. Lưu kiếm bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Trên ngọn núi, chúng đệ tử phi linh môn lập tức cung kính hành lễ. Trục đạo thân ảnh từ trên bầu trời nhảy xuống vô hình trung mang theo một cỗ khí tức khiến cho chân khí, linh lực trong cơ thể mọi người bị kiềm hãm. Khí tức thật mạnh mẽ. Lưu Kiếm thầm nghĩ trong lòng, dưới mấy khí tức này chân khí trong cơ thể hắn không nhịn được mà đình trệ một chút. Khí tức mấy người bên cạnh trưởng môn không ngờ lại mạnh tới tình trạng này. Tất cả mọi người cực khổ rồi, đứng lên đi." Lục Thiếu Du phất tay nói với mọi người, ánh mắt nhìn thiên môn cốc rộng lớn. 20 vạn đệ tử phi linh môn phía dưới, ánh mắt hắn run lên, đây đã là toàn bộ nhân mã mà phi linh môn hiện tại có thể xuất ra được. So với năm 60 vạn nhân mã mà lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo điều động quả thực phi linh môn còn sao mới bằng. Trưởng môn, đại quân lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo đã sắp tới thiên môn cốc. Xin trưởng môn ra lệnh, khoái kiếm vương lưu kiếm thầm thở dài một hơi, trưởng môn đã tới, áp lực trên người hắn vô hình chung cũng đã nhẹ đi không ít thiếu chủ, bọn họ cần hai ngày nữa mới có thể tới được đây. Hắc Vũ nhìn về phía chân trời xa xa, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Còn có hai ngày sao? Chỉ mong thời gian còn kịp. Lục Thiếu Du nhíu mày, thời gian hai này có chút ngắn ngủi. Đám người lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo này quả thực đi vô cùng nhanh. Nhìn chung quanh, dường như đám người thôi hồn độc vương đông vô mệnh, quỷ tiên tử bạch quánh, thiên thủ quỷ tôn, xích viêm dường như còn chưa tới. Cửu đầu yêu giao tuy rằng đột phá thất giai, thế nhưng tốc độ so với thiên sĩ tuyết sư mà nói còn kém hơn không ít. Trưởng môn, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, hắc sát giáo tổng cộng mang theo 150 vạn người tới đây, chúng ta có nên chuẩn bị trước hay không? Trương Minh Đào hỏi Lục Thiếu Du. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ vào trên người Lục Thiếu Du. Đối mặt với hơn trăm vạn đại quân của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, hắc sát giáo, 20 vạn đệ tử của Phi Linh Môn quả thực yếu thế. Lục Thiếu Du mỉm cười, 20 vạn đệ tử phi linh môn lúc này cũng có sĩ khí không kém. Đối mặt với hơn trăm vạn đại quân của ba thế lực lớn, nói trong lòng không có áp lực là giả. Sư, thân ảnh lục thiếu du biến mất tại chỗ, tiếp đó đã lăng không đứng trên không trung. Ánh mắt đảo qua trên người 20 vạn đệ tử. 20 vạn đệ tử chính là thành tích mà mấy năm nay phi linh môn đạt được, đây đều là đệ tử của hắn. Trong thiên môn cốc, mọi người ngẩng đầu nhìn trưởng môn trên không trung. Nhìn thân ảnh màu xanh đang lăng không mà đứng, một cỗ khí thế vô hình nhìn ra khiến cho mọi người nhìn vào trong lòng không khỏi sôi trào nói cho ta biết mấy năm nay các ngươi chịu đủ chưa chịu hóa vũ tông lan lăng sơn trang hắc sắt giáo kiêu ngạo khi dễ chúng ta như vậy lại còn được một tấc tiến thêm một bước các ngươi chịu đủ chưa lục thiếu du đưa mắt nhìn thẳng xuống phía dưới thanh âm không lớn thế nhưng đủ để khiến cho hai mươi vạn đệ tử phi linh môn nghe rõ nhìn thân ảnh màu xanh trên không trung trong lòng những đệ tử cũ của Phi Linh môn đã sớm sôi trào. Bọn họ theo trưởng môn từ trước tới nay còn chưa từng chịu thiệt bao giờ. Chương 1938, viện quân chạy tới một. Chịu đủ rồi, chúng ta chịu đủ rồi. Trong đám đệ tử cũ lập tức có từng tiếng gầm vang lên. Mấy năm nay đệ tử Phi Linh môn quả thực đã chịu đủ rồi. Đệ tử mới nhìn thấy đệ tử cũ như vậy lập tức phụ họa, thả ra sự khó chịu trong người đoạn thời gian này. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào đám người phía dưới, Vắt tay ý bảo mọi người ngừng lại lập tức tiếng ầm ý biến mất nếu chịu được rồi thì nói cho ta biết chúng ta nên làm cái gì bây giờ lục thiếu du nhìn mọi người ánh mắt trầm xuống rồi hỏi chúng đệ tử nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào chịu đủ rồi thì chúng ta phải giết nam nhân của bọn hắn đoạt nữ nhân của bọn hắn đoạt địa bàn của bọn hắn trong đoàn người sau khi yên lặng ngắn ngủi lập tức có một thanh âm vang lên giết nam nhân của bọn hắn đoạt nữ nhân của bọn hắn đoạt địa bàn của bọn hắn giết nam nhân của bọn hắn đoạt nữ nhân của bọn hắn đoạt địa bàn của bọn hắn lập tức trong đoàn người truyền ra không ít tiếng phụ họa hóa thành tiếng gầm không ngừng quanh quẩn trên không trung vừa rồi là ai nói đứng ra cho ta lục thiếu du nhíu mày một tiếng quát lập tức vang lên trong thiên môn cốc thanh âm rung động màng nhĩ khiến cho đám người nách lớn tiếng phụ họa tức thì yên tĩnh ai là người thứ nhất nói đứng ra lẽ nào có gan nói lại không có gan thừa nhận sao Lục Thiếu Du đưa mắt quét qua đoàn người tiếp tục quát lớn. Trưởng môn, là đệ tử nói, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, hắc sát giáo trêu chọc phi linh môn chúng ta, giết nam nhân của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn ta không cảm thấy có gì sai cả. Một đại hán dâu quai nón dáng người tục tằn đứng dậy nói, chỉ cần liếc mắt một cái không khó nhìn ra người này trước khi gia nhập phi linh, môn hẳn là dòng binh đoàn. Lúc này đại hán dâu quai nón nhìn chăm chú vào trên không trung, ngoài miệng tuy rằng nói lớn thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng hiện tại ngươi ở trong phi linh môn có chức vị gì lục thiếu du nhìn đại hán dâu quai nón người này có tu vi vũ tướng tam trọng trên người có một cỗ khí chất giống như là thổ phỉ khởi bẩm trưởng môn ta chính là chấp sự ngoại môn đại hán dâu quai nón trả lời tốt nói rất hay lục thiếu du mỉm cười nói từ giờ trở đi ngươi chính là hộ pháp nội môn phi linh môn nếu như trong đại chiến này Người đánh chết 20 người có tu vi đồng cấp của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì có thể lập tức tới tìm ta. Ta sẽ thăng chức cho ngươi lên làm trưởng lão nội môn Phi Linh môn, ngoài ra còn cấp cho ngươi một kiện Vũ Linh khí hoàng cấp, ngươi có dám hay không?" Đại hán dâu quai nón sửng sốt, vốn hắn tưởng rằng mình đã nói sai không ngờ hôm nay lại gặp may như vậy. Hiện tại nếu muốn tiến vào làm hộ pháp, trưởng lão nội môn quá khó khăn. Mà sau hôm nay trong nháy mắt hắn chuyển từ chấp sự ngoại môn sang chấp sự nội môn, từ nay về sau hắn cũng đã là đệ tử hạch tâm rồi dám vì sao không dám nếu không dám ta sẽ là con của bọn hắn đại hán dâu quai nón kích động nói lục thiếu du mỉm cười nhìn phía dưới nói các đệ tử rất tốt lần này người lập được công đều có trọng thưởng không cần quá lo lắng tới người lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sắt giáo viện quân vân dương tông và linh thiên môn đang trên đường lần này chúng ta phải giết cho bọn hắn không còn manh giáp nào viện quân vân dương tông linh thiên môn đang trên đường đi tới sao? Giết, giết cho bọn hắn không còn manh giáp nào. Nghe nói viện quân linh thiên môn, Vân Dương Tông đang tới đệ tử phi linh môn lập tức sôi trào. Đám người khoái kiếm vương, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhân nghe vậy run lên, hóa ra trưởng môn đã sớm chuẩn bị tất cả. Giết nam nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn của bọn hắn, đoạt nữ nhân của bọn hắn. Đệ tử phi linh môn kích động thét to. Giết nam nhân của bọn hắn, đoạt địa bàn bọn hắn thì có thể, đoạt nữ nhân của bọn họ, nếu như người ta tự nguyện thì có thể đoạt. Nếu như không tự nguyện thì hái dưa xanh không ngọt đâu. Thanh âm lục thiếu du quanh quẩn trên bầu trời. Trưởng môn nói chí phải. Vậy thì giết cho bọn chúng không còn manh giáp, đoạt địa bàn của bọn chúng. 20 vạn đệ tử cười to, lúc này cả đám kích động, hào cảm với trưởng môn lại tăng thêm một phần. Ngao. Phía xa, một tiếng gầm gừ mơ hồ truyền đến. Một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, trong chớp mắt lập tức xuất hiện trên bầu trời, chính là cửu đầu yêu giao. Từng đạo thân ảnh lăng không mà đi, chúng cường giả phi linh môn đều chạy tới, đường chủ các đường, đông đảo trưởng lão, cung phụng từng người đáp xuống ngọn núi. Ra mắt phó trưởng môn, ra mắt chư vị cung phụng, đường chủ, trưởng lão, đông đảo đệ tử hành lễ, thân ảnh cường giả phi linh môn xuất hiện không thể nghi ngờ giống, như một liều thuốc kích thích khiến cho đám đệ tử phi linh, môn càng thêm hưng phấn. Đông lão, dọc đường đi thế nào rồi? thân ảnh lục thiếu du chợt lóe lập tức xuất hiện trên ngọn núi nam hải môn thanh phong môn bảo đài môn đều đã bị diệt thôi hồn độc vương đông vô mệnh nói ánh mắt nhìn vào hai mươi vạn đệ từ phía dưới có chút kỳ quái đám người phía dưới hiện tại vô cùng kích động không biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì rốt cuộc cũng tới lục thiếu du đưa mắt nhìn về phía chân trời bên trái lúc này trên phía chân trời xuất hiện ba động lúc này trong không trung xa xa xuất hiện ba động ngay cả tiếng thú giống trong thiên môn cốc cũng lập tức yên lặng phía xa đột nhiên vang lên tiếng xe gió sau đó trên phía chân trời có một lượng lớn yêu thú xuất hiện cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người động tĩnh vô cùng lớn kia hiển nhiên khiến cho đệ tử phi linh môn khẩn trương hoa đường chủ hoàng phủ đường chủ viện quân linh thiên môn đã tới mau nghênh đón viện quân nhập thiên môn cốc lục thiếu du nói vâng trưởng môn đám người hoa mãn lâu hoa mãn ngọc hoàng phủ kỳ tùng tức thì nhảy xuống thiếu chủ cường giả linh thiên môn phái ra không ít a à. Hắc Vũ nhìn chăm chú về phía trước, truyền âm nói với Lục Thiếu Du, cường giả tôn cấp tổng cộng có 8 người, thực lực mạnh nhất chính là Linh Tôn Lục Trọng. Linh Tôn Lục Trọng sao? Ánh mắt khẽ đảo, Linh Tôn Lục Trọng đối với Lục Thiếu Du mà nói quả thực cũng không quá kỳ quái. Thế nhưng Linh Thiên Môn xuất thủ một lần 8 tôn cấp quả thực khiến cho Lục Thiếu Du chấn động. Phi Linh Môn nghênh đón chư vị cường giả Linh Thiên Môn tới trợ trận. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước, thanh âm quanh quẩn trên không trung, ta nghĩ ngươi còn chưa tới, không ngờ đã tới nơi rồi, tốc độ không kém a. À. giữa không trung có một đầu yêu thú đại bàng dẫn đầu bay tới, trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ có hơn chục đạo thân ảnh, phía trước chính là lữ chính cường, bên người có hai thân ảnh xinh đẹp cùng với mấy thân ảnh có khí tức như ẩn như hiện đám người này trong nháy mắt từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống. chương 1939 viện quân chạy tới hai, mọi người đáp uống, lục thiếu du đưa mắt nhìn vào tám đạo thân ảnh bên người lữ chính cường khí tức của tám người thu liễm, thế nhưng khí tức vô hình tiết ra ngoài khiến cho Lục Thiếu Du không khó đoán ra thực lực tám người này. Tám người hẳn đều đã tới tôn cấp, trong đó còn có một lão bà dáng vẻ trừng thất tuần, hai mắt vô cùng sáng sủa. Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ người này chính là cường giả linh tôn, Lục Trọng trong miệng Hắc Vũ vừa rồi. Thực lực so với Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn còn mạnh hơn nhiều. Tiểu tế ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu, Lục Thiếu Du hành lễ ba người trước mắt hắn chính là lữ chính cường còn có nhạc phẫu khâu mỹ vi một người còn lại tự nhiên là lữ tiểu linh lục thiếu du nhíu mày hắn không ngờ nha đầu này cũng theo tới miễn lễ hiện tại ngươi là nhất môn tri chủ không cần khách sáo như vậy khâu mỹ vi dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn lục thiếu du ánh mắt lại đảo qua trên người trúng cường giả phi linh môn trong mắt hiện lên vẻ chấn động thực lực hiện tại của phi linh môn khiến cho nàng ngạc nhiên tiểu tử ra mắt chư vị trưởng lão lục thiếu du đưa mắt lần nữa nhìn tám người chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ, đều là người một nhà. Lão bà kia khẽ gật đầu, dựa theo thân phận của Linh Tôn, Lục Trọng mà nói quả thực thái độ của nàng đối với Lục Thiếu Du không tồi. Có thể là bởi vì Lục Thiếu Du đưa cho Lữ Chính Cường mấy khỏa diễn linh, thánh quả cho nên khiến cho đám cường giả trong linh thiên môn đối với Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn hắn đã khác trước. Mà lúc này ánh mắt lão bà này cùng với mấy cường giả tôn cấp, cũng nhìn về phía Hắc Vũ, Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị, hắc hùng, thiên thủ quỷ tôn, khí tức, trên người chúng cường giả khiến cho bọn họ lập tức cảm nhận ra thực lực của mọi người. Trong lòng chúng cường giả linh thiên môn âm thầm khiếp sợ, thực lực của phi linh môn không ngờ đã tới một bước này. Ngao! Lần nữa, có vô số yêu thú khổng lồ bay tới, đám cương giả vương cấp của linh thiên môn đáp xuống, nhân số không ít, có hơn trăm người. Đều là cường giả vương cấp, cả đám cung kính đứng sau lữ chính cường và chúng cường giả tôn cấp, khí thế trên người tràn ra, cực kỳ chấn động trong lòng lục thiếu du không khỏi cảm thán một phen đại môn đại phái quả nhiên không giống bình thường trong mỗi một quái vật lớn đều có thể xuất ra một cỗ thực lực kinh khủng mà bình thường cả đám đều che giấu không xuất hiện bên ngoài mấy vị này nhất định là tôn sứ hộ môn của phi linh môn đúng không nếu như ta đoán không sai vị này chính là thiên thủ quỷ tôn vẻ mặt lữ chính cường khẽ đổi trong lòng hắn lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ từ khí tức trên người long linh bàn hủy bàn vân hắc hùng huyết mị xem ra đều là yêu thú, linh thú bát giai của phi linh môn. Gần đây trong cổ vực thường nói tới mấy tôn sứ hộ môn của phi linh môn, cả đám sau khi san bằng phân đà của Lan Lăng Sơn Trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo lập tức ngây ngang rời đi, đây quả thực không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Lữ trưởng môn, khiến cho lữ trưởng môn chê cười rồi, ta chính là tôn sứ hộ môn của phi linh môn. Thiên thủ quỷ tôn tiến lên ôm quyền nói. Bốn người xích viêm, bàn hủy, bàn vân, long linh nhìn thấy người này là nhạc phụ của trưởng môn cũng khẽ ôm quyền thi lễ bằng không dùng tính cách của bọn họ mà nói sẽ mặc kệ nhân loại cũng không làm bộ khách sáo như nhân loại mấy vị tôn sứ hộ môn gần đây quả thực vô cùng nổi danh a à. trừ vị có lễ rồi lữ chính cường đâu dám làm cao năm người này chỉ sợ có một mình thiên thủ quỷ tôn có thực lực yếu nhất ánh mắt hắn đảo qua hai người huyết mị hắc hùng còn có thiên độc yêu long như hoa dương quá lục tâm đồng thôi hồn độc vương đông vô mệnh, quỷ tiên tử bạch quánh, hổ viêm thiên vương. Thực lực của phi linh môn hiện tại không ngờ đã mạnh tới thế này, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Lục thiếu du đưa mắt nhìn qua nhạc phụ lữ chính cường, từ khí tức trên người nhạc phụ lục thiếu du có chút hoài nghi, lữ chính cường có phải cũng đột phá tôn cấp rồi hay không? Khí tức này so với trước đây đã có chút không giống. Thiếu du, lữ tiểu linh đi tới bên người lục thiếu du. Lần này vì tới đây nàng đã cầu xin phụ thân không ít lần, không cho nàng tới sao nàng lại tới đây?" Lục Thiếu Du nhíu mày, đại chiến ở Thiên Môn cốc lần này là chuyện khó có thể tránh, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phiền toái lớn. Thiếp cũng lo lắng cho chàng." Lữ Tiểu Linh nói, làm sao nàng có thể yên tâm? Lục Thiếu Du cười khổ, có lẽ sẽ có cường giả linh thiên môn bảo vệ nàng, hắn cũng không cần quá lo lắng." Lục Thiếu Du nói, vậy thì nàng phải cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương." Thiếp biết, thiếp lo lắng cho chàng." Lữ Tiểu Linh nói, Ầm ầm, đất núi xung quanh rung chuyển, mặt đất rung động, Lục Thiếu Du nhìn về phía trước. Hơn 10 vạn đệ tử của Linh Thiên Môn đi theo phía sau lúc này đã tới. Đám đệ tử cưỡi yêu thú phi hành, tọa kỵ, tuấn mã đang chậm rãi đi tới. Dưới sự dẫn dắt của không ít trưởng lão cả đám đang đi vào trong Thiên Môn cốc. Hơn 10 vạn đệ tử một đường đi vào, đội hình vẫn vô cùng chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn nào, mà trong hơn 10 vạn người này có không ít người có khí tức sắc bén đủ thấy được đây đều là đệ tử tinh anh của Linh Thiên Môn. Nhìn thấy viện quân của Linh Thiên Môn tới, đệ tử Phi Linh Môn không còn lo lắng nữa. Trên ngọn núi, không ít cường giả Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn bắt chuyện, dường như vốn đã quen biết từ trước. Sư sư, thời gian chậm rãi trôi qua, đệ tử Linh Thiên Môn vừa mới tiến vào trong Thiên Môn cốc, đám người giả trên ngọn núi lập tức nhìn về không trung. Thiên Phong tôn giả của Vân Dương Tông tới. Trong Linh Thiên Môn, lão bà kia nhìn về phía trước mở miệng nói, giác linh tôn giả tình linh tôn giả hai lão bất tử các ngươi còn chưa chết sao lần này phải cẩn thận một chút đừng nằm xuống ở chỗ này a à, lão bà kia vừa mới nói xong trong bầu trời đột nhiên hiện lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian nhoáng lên cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người một đám lớn yêu thú bay tới từng đạo khí tức như biển khuếch tán giữa không trung trên lưng kim xí yêu ưng có hơn chục đạo thân ảnh đang đứng lắc mình một cái lập tức xuất hiện trong bầu trời thiên phong tôn giả thiên thủy tôn giả hai lão gia hỏa nhà các ngươi cũng không chết sao? Các ngươi không chết thì chúng ta cũng không thể chết được. Ta vẫn muốn nhìn thấy hai lão gia hỏa các ngươi a." À. Lão bà quét mắt nhìn chúng cường giả Vân Dương Tông trên lưng Kim Sí Yêu Ưng. Sưu sưu. Trong chớp mắt hơn 10 đạo thân ảnh trên lưng Kim Sí Yêu Ưng đáp xuống, một cỗ khí thế vô hình tràn ra. Phía sau chúng cường giả lúc này, còn hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ giống như che trời. Chương 1940, Thiên Phong Tôn Giả trên lưng những yêu thú phi hành này sợ rằng có không kém hai vạn người cả đám khí thức sắc bén thực lực bất phàm trên lưng đầu yêu thú phi hành khổng lồ phía trước lục thiếu du gặp được không ít cường giả quen thuộc đám người dương trưởng lão đều ở bên trong không thua hơn trăm người có tu vi vương cấp ánh mắt lục thiếu du không chút biến đổi trong lòng vô cùng cảm khái vân dương tông quả thực không thể khinh thường lần này tiến vào cổ vực không ngờ lại xuất động nhiều cường giả như vậy nhân số tuy rằng không nhiều bằng linh thiên môn hắn cũng nói qua nhiều người chạy tới thiên môn cốc chỉ sợ không kịp mà hai vạn người này chỉ sợ đều là tinh anh thực lực cũng không yếu bảy tôn giả nhìn chúng cường giả tôn cấp của vân dương tông lục thiếu du nhíu mày bảy cường giả tôn cấp tính thêm nhạc phụ vân khiếu thiên là tám cường giả tôn cấp trong đó có một lão giả mặc trường bào từ khí tức mà phán đoán có lẽ không kém lão bà trong linh thiên môn là bao hắn là vũ vương lục trọng cơ vô thường cũng thấy sao trong đoàn người, Lục Thiếu Du nhìn thấy cơ vô thường cũng có ở trong thiên môn cốc. Còn có thiên âm môn dường như cũng góp mặt không ít người. Thiếu Du, một thân ảnh xinh đẹp màu xanh đi tới bên người Lục Thiếu Du. Sao nàng cũng tới? Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ, Vân Hồng Lăng cũng tới, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhà đầu này và Lữ Tiểu Linh sợ rằng đều có suy nghĩ giống nhau, đều lo lắng cho hắn cho nên mới đi tới đây. Thiếu Du, Phi Linh Môn và Thiên Âm Môn đã liên minh, Tuy rằng thực lực của Thiên Âm môn cũng không giúp được gì nhiều, thế nhưng tương trợ một chút cũng có thể làm được. Thân ảnh cơ vô thường chợt lóe, đáp xuống bên người Lục Thiếu Du. Thiếp và thúc thúc nửa đường gặp nhau cho nên mới tới đây." Vân Hồng Lăng nói. "Đa tạ vô thường thúc." Lục Thiếu Du nói, "Người của Thiên Âm môn phía xa cũng có trên hai vạn, bất quá từ khí tức có thể nhìn thấy so với hai vạn người của Vân Dương tông, còn kém xa, hoàn toàn không cùng một tầng." Hừ trong lúc lục thiếu du đang nói chuyện với cơ vô thường và vân hồng lăng cách đó không xa lữ chính cường và vân khiếu thiên vừa mới đến đã bắt đầu có chút không vừa ý ra mắt nhạc phụ lục thiếu du nhíu mày lập tức đi qua hai người này ngàn vạn lần không nên động thủ à thiếu du vị này chính là sư thúc tổ của ngươi phong hào là thiên phong tôn giả đó chính là sư phụ của ta và sư thúc của sư phụ ngươi nhìn thấy lục thiếu du đi tới vân khiếu thiên liếc mắt nhìn lữ chính cường Lúc này mới giới thiệu lão giả bên người cho Lục Thiếu Du. Đệ tử ra mắt sư thúc tổ. Lục Thiếu Du hành lễ, hóa ra Vũ Tôn Lục trọng này lại là sư thúc của sư phụ. Miễn lễ, Ngọc Tiền cả đời không ra hồn, thế nhưng lại làm hai việc thông minh nhất. Một là thu một đệ tử tốt như ngươi, hai là lấy một thế tử tốt. Điểm này so với rất nhiều người quả thực mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Thiên Phong Tôn giả mỉm cười. Tiếp đó Vân Khiếu Thiên lại giới thiệu cho Lục Thiếu Du mấy tôn giả khác. Lục Thiếu Du thi lễ, ngoại trừ Thiên Phong Tôn giả còn có Thiên Thủy Tôn giả cũng là Vũ Tôn ngũ trọng, chỉ là khí tức so với ba người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn thì yếu hơn một chút. Đám người Thánh Linh Thiên Tôn đã tới tôn cấp ngũ trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá lục trọng. Mà ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn vào chúng cường giả phi, linh môn không khỏi dao động. Thiên Phong Tôn giả, Thiên Thủy Tôn giả, cùng chúng cường giả không có ai là ngoại lệ đều nhìn vào trên người Hắc Vũ, chỉ là ánh mắt Hắc Vũ trước sau vẫn nhìn về không trung, cũng không để ý tới bất luận kẻ nào. Trong Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn có không ít cường giả quen biết lập tức hàn huyên với nhau. Hai vạn đệ tử tinh anh dưới sự sắp xếp của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Quánh cùng trưởng lão Vân Dương Tông đã đáp xuống Thiên Môn cốc. Nhìn thấy cường giả Vân Dương Tông tới, đệ tử phi linh môn như được dùng thuốc an thần, đối mặt với ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo đã không còn sợ hãi nữa. Cạc cạc, trong bầu trời vô số yêu thú bay tới sau khi cạc cạc kêu to mấy tiếng lập tức rời đi chủ nhân người của lan lăng sơn trang hóa vũ tông đã tới rồi dường như bọn chúng còn đang chờ người của hắc sát giáo thạch vượn yêu vương đi tới bên người lục thiếu du rồi nói còn kém một chút a à, lục thiếu du nhíu mày tốc độ của đám người lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sát giáo này quả thực rất nhanh trong thiên môn cốc rộng lớn nhân mã linh thiên môn vân dương tông tới sơn mạch này đã bắt đầu trở nên náo nhiệt trong núi non xa xa lúc này cũng xuất hiện không ít thân ảnh bị động tĩnh ở đây, hấp dẫn mà tới. Bất quá đám cường giả tán tu này sau khi nhìn thấy thiên môn, cốc cũng chỉ dám ở ngoài không dám đặt chân vào bên trong. Khí tức tụ tập trong sơn mạch lúc này đã tới một tình trạng vô cùng kinh khủng. Cường giả linh thiên môn, Vân Dương Tông đã chạy tới, nếu như khai chiến với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, hắc sát giáo mà bọn họ bị cuốn vào trong đó thì sẽ cửu tử nhất sinh, sở dĩ bọn họ không dám tới gần. Thế nhưng cũng không muốn bỏ qua trận đại chiến bực này. Trong Thiên Môn cốc lúc này có hơn 70 vạn người phân tán ở vô số ngọn núi và hạp cốc bên trong, cho nên hoàn toàn không có cảm giác chật trội. Sau khi náo nhiệt một phen mọi người lập tức yên tĩnh, ai cũng biết sắp tới sẽ xảy ra một trận đại chiến, đại chiến tuyệt đối. Trong phi linh môn, đông đảo yêu thú phi hành xoay quanh phương viên mấy nghìn dặm. Một khi đám người lan lăng Sơn Trang tiến vào sẽ lập tức đem tin tức với tốc độ nhanh nhất truyền tới. Nhân mã lan lăng Sơn Trang Hóa Vũ Tông đã chạy tới, nhân mã của Hắc Sát giáo có lẽ cũng đã tới. Sau khi ba sơn môn này hội họp nhất định sẽ kéo tới đây. Trên một ngọn núi, lúc này chỉ có cường giả Phi Linh môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên môn ở bên trong, nhân số chỉ có hơn 30 người, đều là cường giả trong ba sơn môn và người có địa vị cao. Thiếu Du, Linh Thiên môn ta nhận được tin tức, Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo phái tới không ít cường giả. Lữ Chính Cường nói, ta thực muốn nhìn xem mấy lão bất tử của lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sát giáo có tới hay không để xem bọn chúng có thể làm được gì sắc mặt thiên phong tôn giả trầm xuống rồi nói nếu như bọn họ đến thì vô cùng khó đối phó giác linh tôn giả của linh thiên môn lên tiếng giác linh tôn giả cường giả linh thiên môn các ngươi xuất gia có phải là quá ít hay không mục đích thực sự của đám người lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sát giáo kia sợ rằng chính là đối phó với linh thiên môn các ngươi a Thiên Phong Tôn Giả nói với Giác Linh Tôn Giả. Chương 1941, Tam Cường năm đó một. Giác, Lúc này trong bầu trời lần nữa có một đầu yêu thú phi hành bay tới. Đầu yêu thú phi hành này chỉ dám xoay quanh trên không, dường như cảm nhận được khí tức trên đám người tiểu long cho nên chỉ xoay quanh mà không dám tới gần. Lữ Chính Cường nhướng mày, cánh tay phất lên đầu yêu thú phi hành này mới run rẩy hạ xuống. Một ngọc giản tin tức lập tức rơi vào tay Lữ Chính Cường, Lữ Chính Cường dùng tâm thần xem xét bên trong, rát. Trong bầu trời lại có mấy đầu yêu thú phi hành bay tới, quay sang thạch vượn yêu vương nói cái gì đó. Chủ nhân, người của hóa vũ tông và hắc sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang đã hội họp. Thạch vượn yêu vương nói với lục thiếu du. Ba sơn môn kia tổng cộng có 150 vạn người. Hiện tại có lẽ bọn chúng sẽ không lập tức xuất phát, mà sẽ nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai mới tới đây. Tâm thần lữ chính cường xem xét hết tin tức trong ngọc giản sau đó, dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn thạch vượn yêu vương. Trên phương diện thu thập tin tức không ngờ tốc độ của Phi Linh, môn hiện tại không thua Linh Thiên môn chút nào. Sáng mai sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời đã gần tới hoàng hôn. Vào đêm, bầu trời có chút u ám, ánh trăng le lói ở phía xa, trong bóng đêm đen kịt chỉ có một ngôi sao lóe lên, những ngôi sao chung quanh lờ mờ. Trên một ngọn núi, Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó, lặng lặng nhìn chăm chú vào bầu trời. Phá Quân lệch vị trí, Đại Hung a trận chiến ngày mai sợ rằng sẽ máu chảy thành sông một đạo thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện bên người lục thiếu du sư huynh đối với chuyện này cũng có nghiên cứu sao lục thiếu du quay đầu lại nói người vừa mới tới là sát phá quân chỉ một chút nghiên cứu không đâu vào đâu mà thôi ta từng có một bằng hữu tinh thông trận pháp chuyên môn nghiên cứu những thứ này cho nên có nghe nói qua một ít phá quân lệch vị trí đại hung a sát phá quân nói đại hung thế nhưng nhất định không phải điểm xấu của chúng ta Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn ngôi sau ở phía xa xa. Người Đông Hải có lẽ rất nhanh sẽ tới đúng không?" Sát Phá Quân hỏi. "Nếu như ngày mai mà còn chưa tới nơi thì có chút phiền phức. Vẫn đang chạy tới." Lục Thiếu Du nói. "Lần này mặc kệ ai thắng ai thua thì cũng sẽ khiến cho máu chảy thành sông." Sát Phá Quân nói. "Sát một là tội đồ, giết vạn là anh hùng, giết trăm vạn chính là anh hùng trong anh hùng. Lần này đệ sẽ khiến cho ba sơn môn kia hối hận vì đã trêu chọc vỏ đệ." Lục Thiếu Du nói hàn ý trong mắt bắn ra phía xa. Dưới bóng đêm u ám, sơn mạch liên miên, lúc này sơn mạch tiêu điều, hàn ý theo gió đêm khuếch tán trong không khí. Lúc này trong sơn mạch liên miên đang có trên trăm vạn người tụ tập. Đoàn người quy mô lớn như vậy khiến cho yêu thú, linh thú trong sơn mạch kinh hãi lập tức chạy trốn. Trong rừng cây tiêu điều lúc này có một con chim nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Ngày mai là có thể tới được thiên môn cốc, vân dương tông, linh thiên môn đã tới. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Người của Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn cũng đến. Trên một ngọn núi, một thân ảnh áo đen đứng chắp tay, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt như sao. Khí tức này rõ ràng đã tới tôn cấp, thế nhưng dường như cũng giống tôn cấp bình thường. Đến thì đã sao? Chúng ta đã sớm tính đến việc bọn chúng đi tới. Bọn chúng cho rằng liên thủ với Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông thì chúng ta sẽ phải buông tha không liều mạng với bọn chúng sao? Chúng ta đã sớm có chuẩn bị, ngày mai cùng nhau vây công. Phi Linh Môn này không cần quá để vào trong mắt về phần vân dương tông và linh thiên môn lẽ nào ba sơn môn chúng ta còn phải sợ hai sơn môn bọn chúng sao vân dương tông cách đây khá xa người tới cũng không nhiều linh thiên môn chỉ mang theo năm vạn người mà thôi nếu như đánh chết cũng khiến cho bọn chúng bị tổn thương nặng một lão bà mặc y phục màu trắng nói trong không trung thậm chí là xung quanh này đều có khí tức thiên địa như có như không hội tụ không thể nghi ngờ thực lực người này cũng đã tới tôn cấp phi linh môn nho nhỏ như vậy mà dám làn càn sợ rằng là do phía sau có Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn làm chỗ dựa. Thế nhưng đám người này cũng không đủ gây sợ hãi, Vân Dương Tông không ở cổ vực, nhất định sẽ biết khó mà lui. Trong cổ vực không phải là nơi mà bọn hắn muốn nhúng tay vào là có thể nhúng tay vào. Còn Linh Thiên Môn, một cây làm chẳng nên non, lần này nhất định phải khiến cho bọn chúng bị thương nặng. Cách lão bà mặc y phục màu trắng không xa có một thân ảnh cao gầy, ước chừng 60 tuổi, một cỗ khí tức cường hãn từ trong người lan tràn ra chung quanh. Người Linh Thiên Môn sợ rằng cũng không ngờ mục đích khi chúng ta liên thủ tiêu diệt Phi Linh, môn chính là dẫn Linh Thiên Môn vào bên trong vòng xoáy. Lần này Linh Thiên Môn tuyệt đối sẽ không thoát. Một lão giả khí thế cực kỳ bất phàm, nhất cử nhất động đều khiến cho sóng gợn trong không gian rung động. Cỗ khí thế này cũng không phải là thứ mà tôn giả bình thường có thể có được. Lần này tiêu diệt Phi Linh môn, làm tổn thương Linh Thiên Môn, đại cục cổ vực đã định, Linh Thiên Môn cũng không còn cơ hội xoay người nữa. Một lão phụ nhân chừng năm chục tuổi nói, khí tức quanh thân khiến cho người ta có cảm giác âm trầm, cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Mau chóng giải quyết phi linh môn và linh thiên môn đi. Chuyện kia sắp tới rồi, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa. Thân ảnh mặc áo đen lại lên tiếng. Chuyển lệnh xuống dưới, giờ mão xuất phát. Sáng sớm chạy tới thiên môn cốc, cho bọn chúng có chắp cánh cũng khó thoát. Một tiếng quát nhẹ quanh quẩn trong không trung. Hóa vũ tông, lan lăng sơn trang, hắc sát giáo lần này tới đây đã sớm có chuẩn bị mà tới sao có thể đặt vào phi linh môn vào trong mắt người bọn hắn muốn chân chính đối phó chính là linh thiên môn bọn hắn đã sớm chuẩn bị làm cho linh thiên môn bị thương nặng về phần vân dương tông không phải là thế lực trong cổ vực sợ rằng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi lục thiếu du lần này ngươi chết chắc rồi nếu như có cơ hội ta không ngại đích thân đánh chết ngươi nhất định sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy ở phía xa trên một ngọn núi cao vút có không ít thân ảnh ở trong đó nhìn thiên môn cốc phía chân trời trước mấy người này có một thân ảnh yểu điệu vô song, chính là thánh nữ tự yên của thiên địa các. Màn đêm bao phủ, ánh trăng nhàn nhạt trao trên cao. Trung quanh ngôi phá quân không biết từ khi nào có hồng mang nhàn nhạt bao vây, giống như là máu tươi, có một cỗ sát khí vô hình lan tràn. Phá quân lệch vị trí, máu chảy thành sông. Ngày mai sắp tới rồi. Tự yên nhìn dị tượng trên bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo bất định, có chút không đành lòng nhìn thấy ngàn vạn tính mạng ngày mai sẽ ngã xuống trong thiên môn cốc. Chương 1942, tam cường năm đó hai, lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo còn chưa biết lục thiếu du đã triệu tập nhị các nhị đảo trong Đông Hải, cùng với cường giả thánh linh giáo tới đây. Tính toán của bọn họ coi như đổ xuống sông xuống biển. Một thanh âm vang lên, chính là hỏa vân tôn giả. Nhưng mà ta vô cùng kỳ quái, cường giả trong Đông Hải tại sao lại đột nhiên tới cổ vực. Lục thiếu du từ trong Đông Hải quay về thế nhưng hiện tại lại đang ở trong cổ vực, lẽ nào? Phong linh tôn giả vô cùng nghi hoặc, dường như đã nhớ tới cái gì đó có thể trong tay lục thiếu du có một đường hầm không gian một lão giả áo lam khẽ nói quanh thân không có bất luận khí thức ba động nào thế nhưng vô hình chung lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực cũng chỉ có đường hầm không gian mới có thể giải thích được chuyện cường giải nhị các nhị đảo đột nhiên biến mất trong thành ma vân sợ rằng đường hầm không gian này ở ngay gần thành ma vân a tự yên không ngừng suy nghĩ từ cổ vực tới thành ma vân cũng chỉ có đường hầm không gian mới nhanh như vậy lục thiếu du có nhị các nhị đảo tương trợ nhưng mà lan lăng sơn trang Hóa Vũ Tông, Hắc Sắt giáo lần này đã quyết tâm động thủ, bọn họ mưu tính đã lâu rồi a." À, lão già áo lam kia lại lên tiếng. "Lần này mặc kệ kết quả ra sao cũng khó mà đoán trước được. Dù sao trong Thánh Linh giáo còn có đầu linh thú kinh khủng như Cửu Thiên Côn Bằng tồn tại, thiên địa các chúng ta không nhúng tay vào bất cứ chuyện tình gì. Lần này cũng không là ngoại lệ, Vân Dương Tông cũng gia nhập vào bên trong, toàn bộ đại lục chấn động. Cho dù là thiên địa các chúng ta cũng không thể chịu nổi hậu quả kia." Lão già áo lam than thở, điều động một lượng lớn cường giả trong Đông Hải, chúng ta không đem tin tức nói cho Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo đã là âm thầm tương trợ cho Phi Linh môn rồi. Hy vọng phần tiền đặt cược này sẽ thắng." Phong Linh Tôn giả nói. Cửu Thiên Côn bằng chính là tọa kỵ của lão quái vật Thánh Thủ Linh Tôn năm đó, Lục Thiếu Du lại là giáo chủ của Thánh Linh giáo, sợ rằng Lục Thiếu Du chính là đệ tử của lão quái Thánh Thủ Linh Tôn kia." Lão giả áo lam nói. "Trưởng lão, Thánh Thủ Linh Tôn là người phương nào?" Tự yên hỏi chuyện thánh linh giáo nàng cũng biết không ít, thế nhưng cũng không nhiều. Nghe giọng điệu của trưởng lão, cho nên đối với thánh thủ linh tôn này vô cùng hiếu kỳ. Lão quái thánh thủ linh tôn này năm đó chính là một tồn tại kinh khủng. Bảy ngàn năm trước có ba người khiến cho cả đại lục phong vân biến sắc, nghe tên cũng phải kinh nhãi. Một người chính là Huyền Thiên yêu tôn năm đó, còn có một người hiện tại đã ẩn cư, không biết còn sống hay không. Mà một người chính là thánh thủ linh tôn này, lão quái này tinh thông trận pháp khôi lỗi khống thú linh hồn lực cũng cực kỳ kinh khủng trình độ khó dây còn không dưới huyền thiên yêu tôn nhớ tới thánh thủ linh tôn trong mắt lão giả áo làm hiện lên sự kính nể thảo nào lục thiếu du cũng tinh thông trận pháp khôi lỗi còn có khống thú thuật phong linh tôn giả kinh ngạc nói phá quân lệch vị trí bên cạnh còn có bốn ngôi sao biến cố biến cố không biết trước a à, tất cả đều là biến cố không nói trước tự yên nhìn lên bầu trời bên cạnh ngôi phá quân xa xa không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm bốn ngôi sao đang từ từ đi tới gần ánh trăng dần yếu đi khi ánh bình minh lóe lên thiên quân vạn mã trong sơn mạch lập tức di chuyển sưu sưu trong thiên môn cốc cũng có một cỗ khí tức kinh người bạo phát rát rát giữa không trung yêu thú phi HNAFH bắt đầu xoay quanh kêu lên từng tiếng tiếng kêu này khiến cho thân thể mọi người bỗng nhiên căng cứng người của ba sơn môn kia bắt đầu tới con bà nó lần này phải báo thù không phải chỉ có hơn trăm vạn người thôi sao lần này nhất định phải đánh cho bọn chúng không còn một manh giáp nào trong thiên môn cốc các đệ tử bắt đầu sôi trào đại chiến rốt cuộc cũng sắp bắt đầu trên một ngọn núi đông đảo cường giả linh thiên môn vân dương tông phi linh môn đang khoanh chân ngồi thiếu du bọn chúng tới rồi lữ chính cường nói với lục thiếu du trước sau gì cũng tới nhìn phía trước thiên môn cốc lục thiếu du lanh nhạt nói ba sơn môn kia có chuẩn bị mà tới sợ rằng thực lực rất mạnh tử chiến là điều khó tránh khỏi kết quả cũng khó mà đoán trước được vân khiếu thiên nói đến đây đi mạnh mẽ ra sao cũng phải động thủ mới biết được lục thiếu du nói ánh mắt nhìn núi non phía xa hàn ý trong mắt tràn ra lúc này hắn phải đánh phủ đầu ba sơn môn kia giống giống thời gian chậm rãi trôi qua trong núi non phía xa có từng tiếng thú giống vang lên hơn nữa phía dưới không ngừng có thanh âm vang vọng trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời thiên môn cốc ầm um, ầm um. sơn mạch rộng lớn bắt đầu chấn động mặt đất dung chuyển giống như địa chấn phía trước chính là thiên môn cốc rồi giữa không trung lão giả mặc trường sa màu đen trên một đầu yêu thú phi hành khổng lồ nói đem tất cả người trong thiên môn cốc giết chết một người cũng không để lại tiến vào thiên môn cốc đợi chúng ta đám người này quả thực muốn chết một lão bà trong mắt mang theo hàn ý nói tới rồi trên ngọn núi giác linh tôn giả của linh thiên môn thiên phong tôn giả của vân dương tông lập tức mở mắt một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra lập tức đám người thiên thủy tôn giả tình linh tôn giả long linh bàn vân bàn hủy xích viêm phân biệt mở mắt tinh quang trong mắt bắn ra thiếu chủ cường giả của ba sơn môn kia cũng không ít hai mắt hắc vũ mở ra ánh mắt nhìn kỹ về phía trước người cũng ta cũng sắp tới đến đây đi tới càng nhiều càng tốt ta sợ còn giết chưa đủ a à. lục thiếu du đứng dậy trường bào rung lên chắp tay đứng thẳng quanh thân trong lúc vô hình tràn ngập hàn ý khiến cho đám người thiên phong tôn giả giác linh tôn giả không khỏi nhìn lại tới rồi người của ba sơn môn kia đã tới giết con mẹ nó trong thiên môn cốc mấy chục vạn người bắt đầu sao động bầu không khí tức thì căng cứng thời gian chậm rãi trôi qua mãi cho tới qua giờ mẹo phía chân trời xa xa lúc này mới bắt đầu có ba động tới rồi sao lục thiếu du thì thảo nói nhỏ hàn ý trong mắt ngày càng đậm lục thiếu du nói xong trong bầu trời núi non đột nhiên gợn sóng Khí tức lan tràn, từng đạo khí tức như biển xuất hiện, yêu thú và thân ảnh nhân loại che trời xuất hiện ở trên trời lẫn mặt đất, trực tiếp đem ánh mặt trời che khuất, chỉ trong nháy mắt nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống, một loại khí tức lạnh lẽo tràn ngập. Ha ha, thiên môn cốc này lần đầu tiên náo nhiệt như vậy a. À. Giữa không trung tràn ngập khí tức, vô số đầu yêu thú phi hành lục giai hậu kỳ bay tới, phía sau là đông đảo yêu thú phi hành theo sát. Trên mặt đất vô số thân ảnh xuất hiện, đất trời rung chuyển, khí thế phô thiên cái địa thân ảnh giống như một đàn trâu chấu kéo về phía trước. Chương 1943, đối mặt quần tôn. Sư sư, thanh âm vừa mới vang lên, 20 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt nhìn 70 vạn người trong thiên môn cốc, trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Phía sau những người này có đông đảo cường giả hội tụ, đám người đồng quy tinh, công tôn hóa nhai, gia cát tây phong, gia cát tử vân đều ở bên trong. Âm nguyệt tôn giả, thanh sát tôn giả, phá vũ tôn giả, không ngờ mấy lão bất tử này đều tới, nhìn ba người phía trước, sắc mặt giác linh tôn giả tức thì đại biến. Ba sơn môn này quả thực đã có chuẩn bị mà tới. Lúc này thiên phong tôn giả cũng có chút ngưng trọng. Tổng cộng có 24 tôn giả. Lục thiếu du đưa mắt đảo qua 24 thân ảnh phía trước. Tâm thần tràn ra, từ khí tức ba động không khó nhận ra ba sơn môn lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo không ngờ lại xuất động nhiều cường giả tôn cấp như vậy. Từ khí tức có thể nhận thấy có 24 cường giả tôn cấp. Thiếu du, phiền phức rồi, âm nguyệt tôn giả của lan lăng sơn trang thanh sát tôn giả của hắc sát giáo cùng với phá vũ tôn giả của hóa vũ tông đều tới ba người này đều là tôn cấp lục trọng không ngờ ba sơn môn này lại xuất ra thực lực như vậy rõ ràng bọn chúng có chuẩn bị mà tới thân ảnh lữ chính cường xuất hiện bên cạnh lục thiếu du rồi nói vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng ba tôn cấp lục trọng lục thiếu du đưa mắt nhìn về phía ba cường giả tôn cấp lục trọng trong linh thiên môn và vân dương tông cũng chỉ có giác linh tôn giả và sư thúc tổ thiên phong tôn giả là tôn cấp lục trọng, cường giả tôn cấp hơn kém nhau một trọng thực lực cách nhau vô cùng lớn. Có thể trực tiếp ảnh hưởng tới đại chiến lần này. Mà những cường giả tôn cấp khác ba sơn môn tổng cộng có 24 người. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn tính vào chỉ có 15 người, lại thêm năm đại tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn hiện tại, mặt khác còn có huyết mị, hắc hùng, hơn nữa có Tiểu Long và Sư Huynh sát phá quân là 9 người. Thực lực của hắn cũng tạm coi như một người tổng cộng là 10 người, trên phương diện nhân số nhiều hơn một chút. Nhìn ra các Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa nhai trước mặt, Lục Thiếu Du suy đoán khí thức trên người ra các Tây Phong này chỉ sợ, cũng đã tới tôn cấp. Dù sao nhạc phụ Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường cũng đã tới tôn cấp. Ra các Tây Phong này năm đó cũng là một trong thập đại cường giả, khí thức lúc này chỉ sợ cũng đã tới tôn cấp, thế nhưng có lẽ người này thu liễm khí thức cho nên mới vậy. Cũng đã tới lúc rồi. Lục Thiếu Du thì thảo nói chỉ tính thực lực cường giả tôn cấp hiện tại mà nói song phương không kém bao nhiêu. Thế nhưng trong lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo lại thêm một tôn cấp lục trọng, dường như tôn cấp ngũ trọng cũng hơn hai người. Vô hình chung đã khiến cho thực lực chỉnh thể tăng lên không ít, đại chiến thường thường sẽ phân thắng bại bởi những người mạnh nhất của hai bên. Đối với chuyện này lục thiếu du không có quá nhiều lo lắng, bọn họ có thêm một tôn cấp lục trọng mà hắn lại có hắc vũ tọa chấn, đây mới là điều then chốt. Lúc này lữ chính cường, Vân Khiếu Thiên, Thiên Phong Tôn Giả, Giá Linh Tôn Giả đều cực kỳ ngưng trọng. Từ thực lực ba sơn môn này xem ra căn bản không giống như là tới diệt phi linh môn. Thực lực như vậy nếu như muốn diệt phi linh môn mà nói tuyệt đối là giết gà dùng dao mổ trâu. Sợ rằng mục đích của đám người này đối phó với linh thiên môn mới là thật. Bằng không tại sao lại xuất ra thực lực như vậy. Giác linh tôn giả, thiên phong tôn giả, hai người các ngươi còn chưa chết sao. Ha ha. Trong lúc lục thiếu du suy nghĩ, thanh âm của lão giả mặc trường sam trong ba người tôn cấp lục trọng kia vang lên, dường như cố ý tăng lên thanh âm khiến cho màng nhĩ mấy chục vạn người trong thiên môn, cốc đau đớn. Người thực lực thấp chỉ có thể che kín hai lỗ tai, đầu đổ mồ hôi lạnh, cực kỳ chật vật. Ha ha, một đám ô hợp, chỉ bằng vào những người này mà cũng dám chống lại ba sơn môn chúng ta sao? Lão bà khí tức âm hàn kia cười lạnh nói. Mấy tôn cấp lục trọng lại chạy tới nơi này giễu võ dương oai, các ngươi không cảm thấy mình có chút ấu trĩ sao? ánh mắt lục thiếu du lạnh lẽo thân thể nhảy ra nhìn đám cường giả tôn cấp phía xa trong lòng vô cùng bình tĩnh vũ vương cửu trọng nhìn lục thiếu du cường giả tôn cấp trong ba sơn môn lập tức cảm thấy ngạc nhiên lúc này công tôn hóa nhai ra các tây phong đồng quy tinh lập tức truyền âm nói với chúng cường giả tôn cấp hóa ra ngươi chính là lục thiếu du linh vũ song tu sao ỷ vào bản thân có chút thiên phú không ngờ lại dám làm càn trước mặt hóa vũ tông ta lần này bản tôn thể phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi lão giả mặc trường sa màu đen nhìn lục thiếu du hàn ý lạnh lẽo trên người tràn ra chỉ bằng vào ngươi sợ rằng còn chưa đủ ngươi còn chưa có tư cách này lục thiếu du lạnh nhạt nói một tiếng vũ tôn lục trọng muốn lấy mạng hắn quả thực là chuyện không có khả năng nhìn lục thiếu du sắc mặt chúng cường giả linh thiên môn vân dương tông khẽ đổi lục thiếu du này đối mặt với một đám cường giả tôn cấp không ngờ lại bình tĩnh như vậy chỉ riêng phần gan dạ quyết đoán này không phải ai cũng có thể làm được tiểu tử không biết trời cao đất rộng muốn chết ánh mắt lão giả trường sa màu đen lạnh lẽo cánh tay khẽ phất một cái một cỗ gợn sóng trong không gian nhanh chóng đánh về phía lục thiếu du hàn ý trong mắt lục thiếu du tràn ra đang muốn lui về phía sau thì lúc này có một thân ảnh mặc trường bào trong nháy mắt xuất hiện thanh sát tôn giả đồ tôn của ta còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân cút cho ta thân ảnh thiên phong tôn giả chợt lóe, tiếp đó đã xuất hiện trước người lục thiếu du. Trường bào run lên, một cỗ năng lượng thuộc tính phong vô hình tức thì tràn ra, hai cỗ năng lượng ngay lập tức va chạm trước người. Phanh, năng lượng va chạm, tức thì cả không trung rung động. Hai đại cường giả chỉ hời hợt đánh ra một kích, cũng mang theo năng lượng thuộc tính bằng bạc. Thiếu du, không có việc gì chứ? Thiên phong tôn giả hỏi lục thiếu du, con không có việc gì. Lục thiếu du gật đầu, trong lòng có chút hào cảm với thiên phong tôn giả, thiên phong tôn giả, vân dương tông ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lần này lại muốn nhúng tay vào cổ vực, ta khuyên vân dương tông ngươi nên rời đi thì hơn. Cổ vực không phải là nơi mà các ngươi muốn nhúng tay là có thể nhúng tay vào được. Ánh mắt lão giả mặc trường sa màu đen trầm xuống, thủ ấn thu lại, chắp tay mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía thiên phong tôn giả. Cái gì mà nhúng tay hay không nhúng tay? Người muốn tiêu diệt phi linh môn của đồ tôn ta, vân dương tông ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắc sát giáo của ngươi cùng với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông lui ra thì tự nhiên ta cũng sẽ lui. Chương 1944, chấn động chúng cường giả. 1. Thiên Phong Tôn giả nhìn qua Đông Đảo Cường giả trong Ba Sơn Môn, còn có 150 vạn đệ tử phía dưới, sắc mặt khẽ đổi. Trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, tới hỗ trợ thế nhưng vẫn không thể chống lại Ba Sơn Môn này. Nếu như chân chính động thủ, người có hại tuyệt đối là Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn nếu như vân dương tông nhất quyết nhúng tay vào vậy thì cứ việc trong lan lăng sơn trang lão bà kia tiến lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thiên phong tôn giả người này dường như chính là âm nguyệt tôn giả của lan lăng sơn trang động thủ đi đem thiên môn cốc này săn bằng phá vũ tôn giả tiến lên khí tức sắc bén trên người bắt đầu khởi động đệ tử lan lăng sơn trang nghe lệnh chuẩn bị giết đám người linh thiên môn vân dương tông phi linh môn đệ tử hắc sát giáo nghe lệnh chuẩn bị động thủ đệ tử hóa vũ tông nghe lệnh chuẩn bị bày binh bố trận thanh âm ba người ra các tây phong đồng quy tinh công tôn hóa nhai quanh quẩn trên không trung giết ba người nói xong khí tức trăm vạn người bắt đầu trào ra trong ba sơn môn cường giả tôn cấp mấy chục người cường giả vương cấp không ít hơn bốn trăm người về phần xuất cấp càng thêm nhiều vô cùng kinh khủng một đám cường giả hội tụ khí tức kinh người tràn ra khiến cho toàn bộ không gian sơn mạch run rẩy đệ tử vân dương tông nghe lệnh chuẩn bị nghênh địch đệ tử linh thiên môn nghe lệnh, đón địch. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường vừa mới quát xong, khí tức trên người chúng đệ tử linh thiên môn, Vân Dương Tông bạo phát. Thế nhưng khí tức vô hình trung bị Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ngăn chặn, có vẻ có chút yếu thế hơn. Trên số lượng tôn cấp, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông không địch lại. Người có tu vi vương cấp của hai môn cũng chỉ có gần 200 người, ít hơn phân nửa. Người có tu vi xuất cấp cũng ít hơn phân nửa khí tức đương nhiên bị ba sơn môn lan lăng sơn trang áp chế. So nhiều người sao, nhìn khí thế ba sơn môn phóng lên cao, khóe miệng lục thiếu du nhách lên nở nụ cười nhạt. Sau khi thu liễm, ánh mắt hắn đảo qua phía dưới, nhìn về phía thiên độc yêu long khẽ gật đầu. Ngao, thiên độc yêu long hét lớn một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm sét phóng lên cao đánh văng gợn sóng, trong không gian hóa thành tiếng gầm khoách tán. Lập tức quát lớn, chúng thú yêu đừng nghe lệnh, thiên độc yêu long nói xong, tiếp đó đột nhiên có tiếng xé gió trung quang vang lên, đồng thời mặt đất rung động. Trung quanh thiên môn cốc, trên những ngọn núi trùng điệp đột nhiên có mấy trăm đầu yêu thú phi hành bay lên, ngay khi yêu thú phi hành xuất hiện cả đỉnh núi như lay động. Một khắc sau, từ trên đỉnh núi từ một trăm đầu yêu thú chuyển thành một ngàn đầu. Gào, giống giống, đông đảo yêu thú rít gào, thanh âm hội tụ lại một chỗ giống như sấm sét chấn động nhân tâm, trong đó có hơn 10 đầu yêu thú thất giai trường ngao yêu giải, thiết xì yêu ngạc, nghịch lân yêu bằng, thủy hỏa yêu giao, thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, huyết tích dịch còn có thị huyết yêu lang mà lục thiếu du thu phục trước đó, đều có mặt. Trăm thú vỗ cánh, ngàn thú chạy tới, loại uy thế này tuyệt đối mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt tổng cộng có gần 2.000 đầu yêu thú xuất hiện ở bốn phía. Từng đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện khiến, cho ánh mắt mọi người nhìn vào không khỏi biến đổi. Trong này cũng có hơn 10 đầu yêu thú thất dai, về phần yêu thú lục dai có. Trên trăm giống giống dưới cỗ khí tức này yêu thú và ngựa của lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sắt giáo lập tức hoảng hốt sợ hãi yêu thú cấp bậc thấp cảm nhận được những cỗ khí tức này đều lập tức kinh hoàng nhưng dưới khí tức sắc bén của đệ tử ba sơn môn đám yêu thú ngựa này mới có thể ổn định lại một chút yêu thú của phi linh môn khiến cho linh thiên môn và vân dương tông kinh ngạc cỗ thực lực này không kém hư phi linh lẽ nào chỉ dựa vào mấy đầu nhiệt xúc này mà đã nghĩ tới việc đối phó với chúng ta sao âm nguyệt tôn giả cười lạnh mấy nghìn đầu yêu thú này tuy rằng không kém chỉ là trong mắt cường giả tôn cấp mà nói tuyệt đối còn chưa đủ thiếu sao lục thiếu du lăng không mà đứng hàn ý trong mắt tràn ra ánh mắt nhìn về phía tâm đồng nếu thiếu ta sẽ tăng thêm một chút cho ngươi hàn ý trong mắt lục thiếu du bắn ra nói xong thủ ấn trong tay được kết một đám không gian thú nang xuất hiện trong tay từng đạo lưu quang lập tức đánh ra ra thân ảnh xinh đẹp của lục tâm đồng trượt lóe lên rồi đi tới bên người lục thiếu du ấn được kết trong tay cũng xuất hiện một sấp dày không gian thú nang từng đạo lưu quang bắn ra trong nháy mắt hóa thành từng đạo thú ảnh khổng lồ trên không trung khí thế ngập trời tức thì bạo phát giống giống ngao chi chi ô ô chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi không trung lập tức rung động đất trời rung chuyển từng tiếng yêu thú linh thú rít gào vang lên thanh âm hội tụ lại cùng một chỗ giống như sấm sét chấn động nhân tâm ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của trăm vạn người trên bầu trời, từ trong tay hai người lục thiếu du, lục tâm đồng có vô số đạo lưu quang bắn ra, sau đó hóa thành một đám yêu thú, linh thú. Trên trời dưới đất có ngàn vạn yêu thú, linh thú. Ngàn vạn đầu yêu thú, linh thú khổng lồ, cảnh tượng đồ sộ bực này không cần phải nói. Rao, chúng thú rít gào, một màn kinh ngạc này khiến cho mọi người chân chối. Ngàn vạn yêu thú, linh thú, cảnh tượng kinh khủng này khiến cho đám người lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo sợ hãi. Ngay cả đệ tử Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông còn có Phi Linh môn cũng ngây người ra. Khi Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng trên không trung thu tay lại thì mấy vạn yêu thú, linh thú trong khoảng khắc đã chiếm toàn bộ sơn mạch, thân ảnh yêu thú khổng lồ đông nghịt, toàn bộ Thiên Môn cốc đều được đại quân yêu thú bao phủ, cực kỳ đồ sộ. Loại uy thế này không thể diễn tả bằng lời. Phía dưới còn có đông đảo yêu thú, trong đó yêu thú thất giai trên trăm, thất giai hậu kỳ và đỉnh phong cũng không ít, còn lại mấy nghìn đều là yêu thú lục giai và ngũ giai mà ở trong không gian, yêu thú xích viêm, lục tâm đồng, long linh thả ra cũng không thua một vạn năm, trong đó yêu thú thất giai không dưới yêu thú ở dưới thiên đảo. Mà còn có hơn 50 đầu linh thú thất giai long linh thu phục. Mấy trăm đầu linh thú lục giai, tính ra tổng cộng cũng có hơn 7.000 đầu. Lại thêm yêu thú trong sơn mạch vụ đô ước chừng hơn 2 vạn, hơn nữa yêu thú thủ hạ của hai người bàn vân, bàn hủy chính là yêu thú. Còn có yêu thú vốn có bên trong phi linh môn thì đã không thua ba vạn. Ba vạn yêu thú, linh thú, cấp bậc thất giai gần ba chấm, thất giai hậu kỳ và đỉnh phong không ít, lục giai có hơn nghìn đầu. Thật nhiều yêu thú, linh thú. Đây chính là mấy vạn yêu thú, linh thú A, yêu thú thất giai đỉnh phong. Yêu thú lục giai hậu kỳ, linh thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong. chương 1945, chấn động chúng cường giả. 2. Mọi người, bao gồm cả cường giả tôn cấp lúc này vô cùng kinh hãi, cả đám sắc mặt đại biến, nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng trước mặt. Đây chính là hơn 3 vạn yêu thú, Linh thú A, cấp bậc thất giai hơn 300, thế lực kinh khủng như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Mấy tôn cấp bình thường nếu như rơi vào trong đó không chết thì cũng phải bị thương nặng. Tôn cấp nhất trọng nếu như rơi vào trong vòng vây công của yêu thú thất giai sợ rằng, không cần bao lâu sẽ trực tiếp bị đánh chết. Chi, ngao, nhiều yêu thú linh thú kinh khủng như vậy khiến cho đám tọa kỵ lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo cưỡi tới lúc này không thể chống lại được nữa. Dưới đàn yêu thú kinh khủng trước mặt cả đám run rẩy đi. Lục thiếu du lạnh lùng nhìn chung quanh, đối với biểu hiện trên mặt mọi người hắn không thèm để ý tới. Thủ ấn lần nữa biến đổi, nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay, từng đạo lưu quang từ bên trong bắn ra. Khôi tứ, khôi ngũ xuất hiện trước người. Lưu quang thu liễm, từng đầu khôi lỗi hiện ra. Tất cả khôi lỗi đều là cấp 7, trên người mỗi đầu khôi lỗi đều có lưu quang quanh quẩn, mang theo một cỗ khí thức tuyệt đối cường hãn. Khí thức tràn ra không chung, lục thiếu du luyện chế 128 cỗ thi thể, cộng thêm khôi tứ và khôi ngũ, lúc này có 130 đầu khôi lỗi xuất hiện trước mắt mọi người. Là khôi lỗi, đều là khôi lỗi cấp 7. Trời, không ngờ lại có nhiều khôi lỗi cấp 7 như vậy. Trên người Lục thiếu du này không ngờ lại có nhiều khôi lỗi như vậy. Sưu sưu, từng tiếng hít sâu, nuốt nước bọt vang lên. Chấn động, tất cả mọi người đều bị chấn động. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo chấn động, người của Linh Thiên môn, Vân Dương Tông cũng chấn động tiểu tử này thực lực phi linh môn không ngờ lại mạnh tới mức này hai mắt lữ chính cường tỏa sáng nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng trước mặt giác linh tôn giả tình linh tôn giả cùng chúng cường giả run sợ vân khiếu thiên há hốc mồm thật lâu còn chưa khép lại được đám người thiên phong tôn giả thiên thủy tôn giả lúc này cũng kích động không ngớt không ai nghĩ tới thực lực của phi linh môn lại kinh khủng tới mức như vậy nếu nói ngay từ đầu hai ngàn đầu yêu thú của phi linh môn khiến cho mọi người động dung mà nói Hiện tại cảnh tượng kinh khủng trước mắt trực tiếp khiến cho tim mọi người như ngừng đập. 300 yêu thú, linh thú thất giai, 130 đầu khôi lỗi cấp 7, mấy nghìn yêu thú, linh thú lục giai. Nếu như không nói tới tôn cấp, chỉ bằng cỗ thực lực này của Phi Linh, môn cũng có thể trực tiếp chống lại Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Tới bây giờ Vân Khiếu Thiên Lữ chính cường, mới hiểu được thảo nào từ trước cho tới nay Lục Thiếu Du đều bình tĩnh, căn bản không thèm để ý tới. Hóa ra thực lực của phi linh môn lại kinh khủng tới mức này. Trong phi linh môn, mọi người lúc này đều khiếp sợ không gì sánh được. Đám người thôi hồn độc vương đông vô mệnh, quỷ tiên tử bạch quánh, hổ viêm thiên vương, khoái kiếm vương, khấu phi yến, an cát tú na, thanh hỏa lão quỷ cùng chúng cường giả phi linh môn đều bị khiếp sợ, bởi vì bọn họ cũng không biết thực lực bên người trưởng môn lại kinh khủng như vậy. Phi linh môn ta mạnh mẽ a, à. phi linh môn hưng thịnh, tất cả cường giả phi linh môn kích động không thôi trên 300 đầu yêu thú linh thú thất giai, 130 đầu khôi lỗi cấp. 7. Mấy nghìn yêu thú, linh thú lục giai, thực lực phi linh môn như vậy hà tất phải sợ. Hai người thôi hồn độc vương Đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Quánh nhìn nhau. Thảo nào tiểu tử kia từ đầu tới giờ đều bảo hai người không cần nóng vội, hóa ra hắn đã sớm có đại quân yêu thú, linh thú còn có khôi lỗi kinh khủng như vậy. Giờ phút này hai người cũng không tránh khỏi hít sâu một hơi, đều là yêu thú, linh thú và khôi lỗi của phi linh môn a chơi con mẹ nó hiện tại ai sợ ai à. phi linh môn chúng ta cũng không dễ bắt nạt đám đệ tử phi linh môn lúc này kích động khó có thể nói nên lời hận không thể lập tức cùng với đại quân yêu thú linh thú khôi lỗi sung phong liều chết thực lực bực này bọn họ căn bản không còn sợ ba sơn môn nữa so sánh với sự ngạc nhiên và kích động của linh thiên môn vân dương tông và phi linh môn đám người lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sát giáo lúc này chỉ có khiếp sợ và kinh hãi chỉ bằng vào đại quân khôi lỗi và yêu thú linh thú kinh khủng này của phi linh có thể một mình chống lại trăm vạn nhân mã của ba sơn môn ngay từ đầu chiếm thế thượng phong thế nhưng lúc này trong nháy mắt lại bị áp chế khiến cho người của ba sơn môn này vô cùng ngưng trọng sắc mặt âm nguyệt tôn giả thanh sát tôn giả phá vũ tôn giả cùng chúng cường giả lập tức khó coi không hề nghi ngờ bọn họ đã tính tới thực lực của linh thiên môn và vân dương tông tới đây điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bọn họ thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ thực lực của Phi Linh môn lại tới một bước này. Quan trọng nhất là đây chính là đại quân yêu thú, linh thú, khôi lỗi khó dây vào nhất. Hóa Vũ tông, Lan Lăng sơn trang, Hát Sát giáo các ngươi muốn đối phó với Phi Linh môn, các ngươi nghĩ hiện tại các ngươi còn có tư cách này sao? Lục Thiếu Du Lăng không mà đứng, quanh thân tràn ngập hàn ý, toàn bộ nhiệt độ trên không trung giảm xuống, hàn ý lạnh lẽo lan tràn trên không gian. Mọi người ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu xanh trên bầu trời trong mấy năm ngắn ngủi người thanh niên này không ngờ đem thực lực phi linh, môn tăng cường tới trình độ kinh khủng như hiện tại. Hừ, tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thực lực phi linh môn so sánh với huyền thiên môn, 7.000 năm trước không biết mạnh hơn được bao nhiêu, thế nhưng ta chắc chắn cũng sẽ bị diệt. Thanh sát tôn giả lạnh lùng nói, thế nhưng sự ngưng trọng trong lòng hắn khó có thể che giấu. Đáng tiếc phi linh môn ta không phải là huyền thiên môn. Lục thiếu du lạnh nhạt nói xong quay về phía huyết mị nói, huyết mị, chuẩn bị đi vâng chủ nhân huyết mị đáp một tiếng thân hình linh lung trong nháy mắt nhảy lên giữa không trung mái tóc màu đỏ phía sau phất phơ một cỗ sát khí ngập trời bạo phát quanh thân lập tức được huyết sắc quang mang bao phủ cỗ huyết sắc quang mang này nhanh chóng lan tràn ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi huyết sắc quang mang ngập trời bao phủ cả không trung ầm ầm không gian trong huyết sắc quang mang ầm ầm lay động một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ tới trong nháy mắt khi mọi người ngẩng đầu lên, huyết sắc quang mang tiêu tán hơn phân nửa. Một tổ ong màu đỏ to chừng nghìn thước xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Năng lượng thiên địa quanh quẩn bên ngoài tổ ong, một cỗ khí tức dị thường cường hãn tức thì lan tràn ra. Cỗ khí tức này khiến cho linh hồn không khỏi run lên. Sắc mặt tất cả cường giả có mặt ở đây tức thì đại biến. Chương 1946, huyết mị chấn động. Đây là mẫu Hoàng Phong thị huyết linh phong bát giai. Nhắc tới thị huyết linh phong, hô hấp của mọi người đình trệ một chút, chỗ kinh khủng của thị huyết linh phong mẫu hoàng phong bát giai người biết hàng đều biết rõ chi chi khí tức trong tổ ong trên không trung tràn ra khí tức cực kỳ cường hãn và cuồng bạo sưu sưu trong nháy mắt này trong toàn bộ tổ ong có vô số thị huyết linh phong đông nghịt tuôn ra trên ngàn vạn lỗ nhỏ trên tổ ong thị huyết linh phong giống như vô cùng tận nhảy ra cảnh này khiến cho mọi người chăm chú nhìn vào cảnh tượng vô cùng chấn động trong chớp mắt ngắn ngủi thị huyết linh phong phô thiên cái địa bạo phát liếc mắt nhìn qua ước chừng trên trăm vạn thị huyết linh phong đông nghịt giống như một đám mây mù màu đỏ che phủ bầu trời phía trước là trăm vạn thị huyết linh phong nhất giai phía sau còn có không kém hai mươi vạn thị huyết linh phong tam giai tứ giai năm vạn ngũ giai một vạn lục giai hơn một thất giai có bốn năm mươi đầu thất giai đỉnh phong dường như không có thế nhưng thất giai hậu kỳ cũng có năm đầu đám thị huyết linh phong lục giai này to bằng trẻ con vừa mới sinh ra cả người đỏ tươi khí tức dữ tợn cuồng bạo khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy tê dại ra đầu. Trăm vạn thị huyết linh phong nhất giai, 20 vạn thị huyết linh phong tam giai, tứ giai năm vạn, thị huyết linh phong ngũ giai một vạn, lục giai một nghìn, thất giai có bốn năm mươi. Lục thiếu du nhìn thấy tất cả trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Huyết mị đột phá bắt giai, tất cả thị huyết linh phong nàng đào tạo ra trước đó đều đột phá tấn chức. Thực lực khủng bố như vậy đủ để chứng minh sự kinh khủng của thị huyết linh phong, bát giai. Ông ông lúc này, trên trăm vạn thị huyết linh phong đồng nghịt xuất hiện hội tụ thành một đám mây mù, khí tức hung ác bạo ngược tràn ngập không trung mang theo tiếng ong ong ngập trời khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sởn da gà. Ai nấy đều biết, vạn nhất bị thị huyết linh phong này tập trung, vậy thì chính là ác mộng của người đó. Mà huống chi đây còn có thị huyết linh phong lục giai, thất giai. Thị huyết linh phong kinh khủng như vậy nếu như tập trung vây công một tôn cấp, thì tôn cấp kia cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Nếu như đối phó với người bình thường mà nói, sợ rằng sẽ giống như nơi châu chấu đi qua, không có một ngọn cỏ nào còn sót lại. Chi chi. Trước tổ ong, trăm bạn thị huyết linh phong kêu lên từng tiếng quái dị, trong tiếng kêu quái dị này tràn ngập một cỗ khí tức cùng bạo. Tiếng kêu vang lên, toàn bộ không gian tức thì sôi trào, một cỗ khí tức hung hãn trong chốc lát khoách tán. Khí tức trong toàn bộ thiên môn cốc tức thì trở nên cực kỳ đáng sợ. Thị huyết linh phong lục dai. Thị huyết linh phong thất dai. Nhiều thị huyết linh phong như vậy sao? phi linh môn này thật đáng sợ. Nhìn cảnh này, mọi người lần nữa khiếp sợ, thị huyết linh phong bát dai, quá kinh khủng. Không ngờ lại đột phát bát dai rồi. Đám người lữ chính cường, Vân Khiếu Thiên đã sớm biết bên người lục thiếu du, có linh thú kinh khủng như thị huyết linh phong. Thế nhưng bọn họ thật không ngờ thị huyết linh phong, này nhanh như vậy đã đột phá bát dai. Thị huyết linh phong bát dai vô cùng kinh khủng. Chỉ bằng một đầu thị huyết linh phong, bát dai này sợ rằng nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, cũng không dám đơn giản trêu vào. Nhìn thấy thị huyết linh phong xuất hiện, sắc mặt đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, hắc, sát giáo càng thêm khó coi, thậm chí còn có người trong lòng đã bắt đầu hối hận tới bao vây tiểu trừ phi linh môn. Thực lực mà phi linh môn bày ra hiện tại bọn họ nào dám đơn giản bao vây tiểu trừ nữa. Nhìn cảnh này, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du ngày càng nồng nặc, ánh mắt đảo qua không trung, lạnh nhạt nói: "Các đệ tử phi linh môn nghe lệnh, chuẩn bị tiêu diệt đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Lục Thiếu Du nói xong, 20 vạn đệ tử phi linh môn phía dưới lúc này đã sớm được ăn thuốc kích thích, nhìn thấy thực lực mà trưởng môn mang tới, bọn họ không còn sợ gì nữa. Rao, u -um. giống. Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, phía sau Lục Thiếu Du có từng đạo lưu quang lóe lên trong nháy mắt phóng lên cao. Tiếng thu giống đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Một tiếng gầm gừ của cự mãng màu trắng xuyên thấu không gian, thanh âm giống như long khiếu, Thân thể được lân phiến màu trắng bao phủ lơ lửng ở phía chân trời, thân thể cuộn cuộn mang theo một đám cuồng phong, uy thế kinh người khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp nhộn nhạo. Bên người đầu cự mãng màu trắng này, còn có một đầu yêu thú kinh khủng chừng 800 thước lăng không mà đứng, cả người được lân phiến màu đỏ bao phủ, đầu giống sói mà lại giống hổ, hai mắt to lớn giống như đèn lồng vô cùng dữ tợn. Phía dưới là lợi trảo sắc bén, toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng, gợn sóng trong không gian không ngừng run động. Bốn đầu yêu thú khổng lồ này xuất hiện bản thể đám thiên độc yêu long, thiên sĩ tuyết sư, quỳ long như hoa, hắc hùng cũng lập tức hiện ra. Lúc này dưới vô số đầu yêu thú khổng lồ, trong lòng tất cả mọi người đều có cảm giác nhỏ bé, cảm nhận cỗ khí tức này khiến cho trong lòng mọi người cả kinh, hoảng sợ. Đây là... Mọi người khiếp sợ, kinh hãi nhìn những đầu yêu thú kinh khủng trên không trung. Ngẫu nhiên có cường giả biến sắc. Không ngờ lại là xích viêm kim nghê thú. Long linh mãng viễn cổ, còn có long linh mãng viễn cổ sao? Hoàng kim yêu long viễn cổ, hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ. Bốn đầu này đều là yêu thú bát giai, yêu thú bát giai a, còn có hắc nham yêu hùng bát giai. Mọi người khiếp sợ, Giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả của Linh Thiên Môn, còn có Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Thiên Phong Tôn giả, Thiên Thủ Tôn giả của Vân Dương Tông và đám người Vân Khiếu Thiên lần nữa kinh hãi. Bọn họ không ngờ những đầu yêu thú, linh thú xuất hiện trước mặt mình đều là yêu thú, linh thú có huyết mạch cực cao ở thời viễn cổ đó là nhắc nham yêu hùng bát giai. Còn có thiên độc yêu long, còn có quỷ long. Trời ạ, à, không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy. Đám người lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo liên tiếp chấn động, quá kinh khủng. Không ngờ phi linh môn lại còn có những yêu thú, linh thú kinh khủng như vậy. Ngao, có vài đầu yêu thú kinh khủng kêu lên một tiếng dữ tợn, thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh. Ra mắt yêu vương, ra mắt linh vương, trong thiên môn cốc mấy vạn yêu thú quay về phía đám người bàn hủy bàn vân long linh xích viêm hành lễ khí thế như vậy khiến cho trong lòng đám cường giả tôn cấp rung động không ngớt chi chi ô ô dưới uy áp bực này đông đảo yêu thú phi hành tọa kỵ còn có ngựa của lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sát giáo lập tức run rẩy tất cả yêu thú trực tiếp phủ phục uy áp của hoàng kim yêu long viễn cổ long linh mãng viễn cổ xích viêm kim nghề không phải là thứ mà bọn nó có thể chống lại chương 1947, lấy một địch ba một. A, chúng thú phủ phục khiến cho đoàn người rối loạn, đệ tử ba sơn môn trực tiếp từ trên lưng yêu thú té xuống, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Sắc mặt ba người âm nguyệt tôn giả, thanh sát tôn giả, phá vũ tôn giả tức thì trầm xuống, đều phất tay đánh ra một đạo quang mang bao phủ trước trăm vạn đại quân, ngăn cản uy áp của bàn hủy, bàn vân, xích viêm, long linh, lúc này đông đảo đám yêu thú, tọa kỵ mới bình tĩnh lại hừ, chỉ bằng các ngươi cũng chống đỡ được sao? Nhìn thấy ba người ngăn cản khí tức của đám người Long Linh, tinh quang trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long bắn ra, trong nháy mắt quang mang quanh người tràn ra, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, một cỗ uy áp tuyệt đối tràn ngập không trung. Ngao! Khôi phục bản thể, Tiểu Long giống lên một tiếng xuyên thấu không gian, lân phiến trên người tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Gợn sóng trong không gian giống như động lại. Cỗ uy thế kinh người chấn động nhân tâm, bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn vạn thú rung động uy áp thật mạnh mẽ trong chớp mắt này toàn bộ cường giả tôn cấp có mặt tức thì kinh hãi cả đám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bản thể tiểu long khí tức trên người tiểu long khiến cho linh hồn bọn họ trực tiếp run rẩy cỗ khí tức này rõ ràng so với chúng thú hoàng kim yêu long viễn cổ long linh mãng viễn cổ xích viêm kim nghe thú còn mạnh hơn nhiều lúc này vạn thú trong không gian bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trên người tiểu long Máu tươi trong cơ thể vạn thú giờ phút này bắt đầu sôi trào, mặc kệ là có cấp bậc cao tới đâu, cho dù là thất giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể chống lại. Dưới cảm giác sôi trào này tất cả yêu thú đều run rẩy, vạn thú bắt đầu phủ phục dưới mặt đất. Bái kiến yêu hoàng! Bái kiến linh hoàng! Từng tiếng rít gào giống như sấm sét vang vọng trong phiến không gian, cuối cùng truyền đi rất xa. Khắp thiên môn cốc như trở thành địa bàn của tiểu long. Lúc này khí tức của tiểu long xuyên thấu không gian, ngay cả đám người âm nguyệt tôn giả cũng không thể ngăn cản cỗ khí tức kia. Tiểu Long đã đột phá bắt giai, cỗ uy áp này cho dù bằng vào tu vi của bọn họ cũng không thể chống lại. Cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này tất cả yêu thú, tọa kỵ của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo đều không thể chống lại được nữa, từng đầu yêu thú phủ phục trên mặt đất. Uy áp tới từ huyết mạch của Tiểu Long, yêu thú cao giai cũng không thể chống lại, huống chi chỉ là đám yêu thú tọa kỵ như bọn chúng bọn nó bị áp chế tuyệt đối loại áp chế này tới từ sâu trong huyết mạch và linh hồn khiến cho chúng không thể phản kháng bái kiến yêu hoàng bái kiến linh vương trong ba sơn môn tất cả yêu thú và linh thú ngoại trừ mấy đầu yêu thú lục giai tọa kỵ bị khí tức của đám người âm nguyệt tôn giả bao phủ ra tất cả yêu thú linh thú tọa kỵ khay si đều phủ phục trên mặt đất thanh âm vô cùng cung kính uy áp tới từ huyết mạch tràn ngập thiên địa khiến cho bọn nó run rẩy không thể phản kháng a à, chúng thú phủ phục người của Ba Sơn môn hơn phân nửa bị rơi từ trên lưng yêu thú, tọa kỵ và yêu thú phi hành xuống. Trên tọa kỵ phi hành, người có tu vi xuất cấp còn đỡ, thế nhưng dưới xuất cấp thì không xong. Tuy rằng được cường giả trong môn cứu, thế nhưng cũng có một chút người không kịp cứu, trực tiếp rơi từ trên không trung té xuống. Tuy rằng không phải quá cao, hơn nữa đều là người tu luyện, thực lực cũng không thấp cho nên, ngã xuống chỉ bị thương không nhẹ, miệng phun ra máu tươi, hơn trăm vạn người tức thì hỗn loạn, cực kỳ chật vật. Yêu Hoàng, Linh Hoàng. Mọi người nhìn thấy cảnh này triệt để chấn động. Yêu Hoàng, sao lại là Yêu Hoàng bộ tộc? Đông Đảo Cường giả kinh hãi, yêu thú này không ngờ lại là người của Yêu Hoàng, Linh Hoàng tộc. Có bổn hoàng ở đây các ngươi còn không mau cút cho ta? Tiểu Long rít gào, thân thể cuồn cuộn, uy áp tràn ngập không gian. Cả không trung như gió nổi mây phun, không trung rung động như sắp vỡ nát. Cái miệng giữ tợn mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước mang theo sự kiêu ngạo, bá đạo vô hạn. Giống giống Ô ô, đông đảo yêu thú nhìn nhau, uy áp tới từ huyết mạch và sâu trong linh hồn khiến cho chúng nó không thể phản kháng. Cả đám lập tức rời đi, không dám dừng lại, căn bản không thèm để ý tới tiếng la hét, khống chế của người ba Sơn Mon. Cảnh này khiến cho hơn 200 vạn người có mặt nghẹn họng. Đầu yêu thú kinh khủng này không ngờ lại trưởng thành nhanh như vậy. Trong vân dương tông, thiên phong tôn giả, thiên thủy tôn giả cùng chúng cường giả nhìn nhau. Bọn họ đã sớm biết bên người lục thiếu du có đầu yêu thú kinh khủng này, Đầu yêu thú này là do Thanh Long Linh hoàng tộc và Huyền Vũ yêu hoàng tộc sinh ra. Tuy rằng không được coi là thành viên trong hai tộc, thế nhưng người ngoài dám động vào người nó, nếu như bị Thanh Long Linh hoàng tộc và Huyền Vũ yêu hoàng tộc biến được, sợ rằng sẽ gặp phải công kích của hai đại hoàng tộc. Vân Khiếu thiên tán thán, khi trước cường giả trong tông không cho hắn trêu vào đầu yêu thú này, không ngờ tốc độ trưởng thành của nó cũng kinh người như vậy, đã đạt tới bắt giai. Hít. Trong Linh Thiên môn, chúng cường giả nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc số yêu thú linh thú tụ tập bên người sợ rằng ngay cả vạn thú tông cũng không thể so sánh chí ít vạn thú tông còn không có yêu hoàng và linh hoàng đáng chết đám người âm nguyệt tôn giả thanh sát tôn giả phá vũ tôn giả thầm mắng một câu bằng vào tu vi cùng lịch duyệt của bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn vài lần là có thể nhìn ra hơn phân nửa đầu yêu thú kinh khủng trước mặt bọn họ là tạp giao của thanh long linh hoàng tộc và huyền vũ yêu hoàng tộc thứ này căn bản không thể tồn tại không ngờ bên người lục thiếu du lại còn có vật này yêu thú này không được thanh long linh hoàng tộc và huyễn vũ yêu hoàng tộc chấp nhận, thế nhưng người ngoài động vào nó, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sư, băng mộc tôn giả sát phá quân, thiên thủ quỷ tôn lúc này cũng đi tới bên người lục thiếu du, khí tức kinh người tràn ra. Lục thiếu du lăng không đứng, bên người là bản thể giữ tợn của tiểu long, sau đó là thiên thủ quỷ tôn và sát phá quân, sau đó nữa là bàn hủy, bàn vân, long linh, xích viêm, hắc hùng, thiên độc yêu long. Như hoa, thiên sĩ tuyết sư, tổ ong của huyết mị ở trên không xoay tròn, trước người lục thiếu du chính là thị huyết linh phong phô thiên cái địa. Bảy đầu yêu thú bát dai, hơn nữa lại thêm thiên thủ quỷ tôn và sát phá quân, bên người lục thiếu du tương đương với chín tôn giả, còn có 300 yêu thú thất dai, 50 đầu thị huyết linh phong thất dai. 130 đầu khôi lỗi cấp 7, mấy nghìn yêu thú lục dai. Thực lực như vậy khiến cho ngay cả đám người linh thiên môn lúc này, cũng không khỏi lắc đầu, thực lực của phi linh môn đã đủ để chống lại nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chương 1948, lấy một địch ba hai. Thực lực mà Lục Thiếu Du biểu hiện ra lúc này không còn ai dám xem thường hắn nữa. Trong lòng đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường âm thầm khiếp sợ, tiểu tử Lục Thiếu Du này ở trước mặt bọn họ ẩn giấu quá sâu, sâu đến mức không ai đoán nổi. Áo bò xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, sát khí ngập trời trong người tràn ra, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía người của Ba Sơn Môn. Ai vừa nói diệt phi linh môn ta thì cứ việc bước lên, để xem phi linh môn ta có phải là huyền thiên môn năm đó hay không thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung trước mặt đám tôn giả lục thiếu du vẫn kiêu ngạo như cũ hừ không phải chỉ dựa vào mấy đầu nghiệt xúc sao chỉ bằng vào chúng thực lực phi linh môn các ngươi còn chưa đủ phía xa xa ánh mắt công tôn hóa nhai trầm xuống lạnh nhạt nói một tiếng công tôn hóa nhai ngươi còn chưa có tư cách kiêu ngạo trước mặt bản vương lục thiếu du đưa mắt nhìn lại hàn ý trong mắt bắn ra trong thanh âm tràn ngập sự kiêu ngạo cùng bá đạo, "Hừ, tiểu tử kiêu ngạo, đơn đả độc đấu ngươi làm sao có thể là đối thủ của bản tông?" Sắc mặt công tôn hóa nhai khẽ đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du. Một tiểu tử hậu bối trong khoảng thời gian ngắn đã có thành tựu như vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hắn không nên cố kỵ hậu quả, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết tiểu tử này. Mà hiện tại có hối hận cũng không kịp, cánh chim của tiểu tử này đã cứng, muốn đối phó rất khó khăn. Đơn đả độc đấu sao? Lục Thiếu Du nhíu mày. Hừ, Lục Thiếu Du, không phải ngươi không dám đơn đà độc đấu đó chứ? Hắc bào trên người đồng quy tinh rung lên, lạnh nhạt nói một tiếng. Ta thấy tiểu tử này không dám rồi. Ánh mắt ra các tây phong khẽ đảo, nhìn về phía đồng quy tinh, công tôn hóa nhai, ba người hiểu ý. Ra các tây phong khẽ phe phẩy cái quạt nhìn về phía lục thiếu du nói, tiểu tử, ngươi chỉ biết dựa vào quan hệ với vân dương tông và linh thiên môn mà thôi. Cũng chỉ biết dựa vào nữ nhân, nếu như có bản lĩnh thì đơn đà độc đấu, nếu như không dám tiến lên thì tốt nhất nên lui lại trốn sau lưng nữ nhân tốt nhất là trốn vào trong chăn là được rồi nói xong ra các tây phong cười lạnh nhìn chằm chằm vào lục thiếu du thực lực của phi linh môn đã khiến cho ba sơn môn kinh hãi nếu như ngạnh kháng sợ rằng lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sát giáo không chiếm được một chút tiện nghi nào mà còn rơi vào thế hạ phong mà nếu có thể bắt giữ lục thiếu du mà nói thì không còn gì tốt hơn vô hình chung sẽ giải quyết không ít phiền toái ra các tây phong ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi cũng coi như là người thành danh đã vài chục năm, có bản lĩnh thì đơn đà độc đấu với ta. Vẻ mặt Lữ Chính Cường trầm xuống, thân ảnh lăng không nhảy lên, thế nhưng lại bị Vân Khiếu Thiên giữ lại. Lữ Chính Cường, con rể ta đang muốn đơn đà độc đấu, ngươi qua đó làm gì? Vân Khiếu Thiên, hiện tại ta không rảnh quan tâm tới ngươi. Lữ Chính Cường quát lên một tiếng, nhìn thấy ánh mắt Vân Khiếu Thiên lập tức giật mình, dường như bên trong có thâm ý cho nên thân thể lập tức đứng lại, không nhúc nhích nữa gia cát tây phong công tôn hóa nhai đồng quy tinh các ngươi muốn đơn đà độc đấu thì ta sẽ phụng bồi để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi trong 30 năm qua tiến bộ tới mức nào mà dám lớn tiếng như vậy băng mộc tôn giả sát phá quân lạnh lùng nói ánh mắt nhìn vào ba người công tôn hóa nhai gia cát tây phong đồng quy tinh đối mặt với sát phá quân ba người này không dám tự cao bằng vào thực lực của sát phá quân này ba người đơn đà độc đấu sợ rằng còn chưa đủ sư huynh để đệ tới Lục Thiếu Du đứng bên cạnh sát phá quân lên tiếng, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trước lạnh nhạt nói: Công tôn hóa nhai, đồng quy tinh, ra các tây phong. Ba người các ngươi cùng lên đi, đối phó với ba người các ngươi thì làm sao? Nếu như ba lão thất phù các ngươi không dám thì chạy về ổ đi. Sau này nhìn thấy người của phi linh môn chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng. Thanh âm chói tai mang theo chân khí quanh quẩn trong tai mọi người, khí thế bá đạo kiêu ngạo vô cùng khiến cho mọi người động dung, cũng có người khinh thường muốn một đấu ba sao nghe vậy chúng cường giả trong linh thiên môn phi linh môn nghi hoặc ha ha ngay khi lục thiếu du vừa mới nói xong ba người công tôn hóa nhai đồng quy tinh ra các tây phong tức thì cười rộ lên lục thiếu du một câu lão thất phu hai câu lão thất phu bằng vào thân phận ba người làm sao có thể nhịn được hơn nữa ba người đã sớm có ý định động thủ với lục thiếu du nhân cơ hội bắt lấy tiểu tử này cho nên lúc này lục thiếu du muốn một mình đấu ba người bọn họ sao có thể buông tha được cơ chứ ba người đều nhìn về phía cường giả tôn cấp trong môn, trong mắt hiện lên sự hiểu ý, dường như mấy cường giả tôn cấp kia cũng có ý này. Ba người vây công một người, ba đạo thân ảnh tức thì nhảy lên không trung. Tiểu tử, thực sự đủ kiêu ngạo, chúng ta không ngại thành toàn cho ngươi, đừng nói chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít, cho ngươi ra trước ba chiêu. Ra các tây phong thu quạt lại, thân ảnh đi tới vị trí cách lục thiếu du vài trăm thước. Già mà không biết xấu hổ, lấy nhiều bắt nạt ít, còn nói đẹp như vậy. Ta phi bên trái vân khiếu thiên vân hồng lăng phun ra một ngụm nước bọt lớn tiếng quát không chỉ nhiều bắt nạt ít mà còn lấy lớn bắt nạt nhỏ đâu chỉ là không biết xấu hổ quả thực là vô sỉ tới cực điểm lữ tiểu linh cũng quát lớn một tiếng trong mắt hiện lên sự lo lắng nghe hai nàng nói không ít cường giả âm thầm cười trong lòng ba người này quả thực không biết xấu hổ ba người vô luận là tuổi tác hay là thực lực đều hơn lục thiếu du thế nhưng ba người lại liên thủ còn nói hay như vậy quả thực vô sỉ tới cực điểm hừ nghe vân hồng lăng và lữ tiểu linh nói, sắc mặt ba người ra cát tây phong đỏ lên rồi khẽ hừ lạnh một tiếng, hừ, không biết trời cao đất rộng, tiểu tử, người muốn chết. phía xa xa trong đội hình của lan lăng sơn trang, ra cát tử vân nhìn thực lực phi linh môn của lục thiếu du lúc này trong lòng lại càng thêm đố kỵ, hận không thể nhìn thấy lục thiếu du sớm biến mất trong mắt hắn một chút. ba lão thất phu, không ngờ các ngươi lại dám đi lên a. À, lục thiếu du nhìn ba người trước mắt hàn ý trong mắt bắn ra, ba người này muốn khiến hắn tức giận để giao chiến. Mục đích rất rõ ràng, ba người này sợ rằng, e ngại thực lực của phi linh môn cho nên mới khích tướng như vậy. Thế nhưng bọn họ cho rằng biện pháp kích tướng rõ ràng như vậy hắn không nhìn ra sao. Vậy thì hắn phải tương kế tự kế một chút. Đáng chết, ta cho ngươi xuất khẩu cùng ngôn, đợi lát nữa ta sẽ giáo huấn ngươi thật tốt. Chương 1949, không biết xấu hổ. Vẻ mặt công tôn hóa nhai trầm xuống, sát khí tràn ra, khí tức cường hãn bạo phát lục thiếu du một câu lão thất phu hai câu lão thất phu khiến cho hắn vô cùng tức giận tiểu tử nhường ngươi ba chiêu ra tay đi Ra cát tây phong lạnh nhạt nói quạt trong tay phe phẩy trường bò rung động gợn sóng trong không gian quanh thân bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang cuồn cuộn hắn cũng bị lục thiếu du chọc giận nhường ta ba chiêu sao khóe miệng lục thiếu du nhách lên mang theo hắn ý. đồng quy tinh không nói gì khí tức quanh người cũng tràn ra lúc này ba cỗ khí tức của ba người đều tập trung trên người lục thiếu du sợ rằng lúc này lục thiếu du muốn thoát thân cũng khó khăn cảm giác khí tức của ba người khí tức của ba người này đã khóa chặt bản thân ánh mắt lục thiếu du chợt lóe lên quanh thân cũng có một cỗ khí tức bắt đầu lan tràn ra bốn người đứng ở phía xa nhìn nhau khí tức bắt đầu tiếp xúc trong không gian khí tức vô hình chung khiến cho toàn bộ không trung thiên môn cốc nặng nề bốn người đánh một trận đồng nghĩa với việc bốn người đứng đầu bốn sơn môn đánh một trận lan lăng sơn trang hóa vũ tông hắc sát giáo đến diệt phi linh môn bốn người đứng đầu bốn đại sơn môn đánh một trận tương đương với trận đấu khai mào thắng thua đối với nhân mã song phương mà nói có tác động vô cùng lớn tới sĩ khí đông đảo cường giả cũng muốn biết lục thiếu du này lấy một trọi ba rốt cuộc là bản thân hắn có thực lực hay là không biết trời cao đất rộng lục thiếu du này mới chỉ thành danh trong thành cự giang không bao lâu lẽ nào trong thời gian ngắn đã có thực lực chống lại ba cường giả thành danh đã lâu như ra các tây phong đồng quy tinh công tôn hóa nhai sao hít trong bầu không khí căng cứng này lục thiếu du hít sâu một hơi thân ảnh tạo thành một đường vòng cung đường vòng cung này cực kỳ kỳ quái toàn bộ thân thể giống như mãnh thú vận sức chờ phát động cỗ khí thế giống như vô mồi kia vô hình trung khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên phảng phất như người đứng trước mặt bọn họ là một đầu mãnh hổ vậy tiểu tử này muốn làm cái gì hai người lữ chính cường không mỹ vi nhìn nhau trong lòng lo lắng không thôi Cả đám cường giả tôn cấp của Linh Thiên Môn cũng nghi hoặc không ngớt, lẽ nào thực lực của Lục Thiếu Du này hiện tại có thể chống lại ba người công tôn hóa nhai sao? Ba người này không phải là người bình thường a, à, trong Phi Linh Môn lúc này chúng cường giả cũng vô cùng lo lắng không thôi. Trong lòng đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông vô mệnh, Quỷ Tiên tử Bạch Quánh, Khấu Phi Yến, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi đều không ngừng suy đoán, lẽ nào thực lực của trưởng môn đã tới mức có thể chống lại ba người kia sao? Hay là có dự định nào khác? trong lòng đám người phi linh môn lo lắng thế nhưng đồng thời mọi người cũng biết trưởng môn không phải là người liều lĩnh nhất định là có dự định từ trước hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi trưởng môn mà thôi giống như là trưởng môn đột nhiên gọi ra đại quân yêu thú và khôi lỗi hy vọng lần này sẽ khiến cho người của phi linh môn kinh hỉ một lần nữa bà lão thất phu nghẹn khuất mấy năm nay ta sẽ cùng tính toán với các ngươi thân thể lục thiếu du tạo thành hình cung chân phải bỗng nhiên đạp hư không quang mang dưới chân chợt lóe cả không trung lắc lư, dưới bàn chân không gian trực tiếp nổ tung, bầu không khí căng thẳng rốt cuộc cũng nổ. Bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt lao thẳng tới ba người công tôn hóa nhai, khí tức Vũ Vương Cửu trọng triệt để bạo phát. Vũ Vương Cửu trọng. Mắt thấy Lục Thiếu Du lao thẳng tới, ba người công tôn hóa nhai nhìn nhau, khí tức bắt đầu bạo phát. Khí tức trong nháy mắt tập trung trên người Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du trong thời gian ngắn đột phá Vũ Vương, cửu trọng cũng khiến cho mọi người âm thầm kinh hãi không thôi. Sư sư. Lúc này thân ảnh ba người trong nháy mắt lao thẳng về phía lục thiếu du, ba người không ngờ đồng thời triển khai công kích. Cái gì mà nhường ba chiêu, căn bản là lời nói xuông. Thân ảnh ba người nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh về phía lục thiếu du. Tiếp đó, thân ảnh công tôn hóa nhai giống như một mũi tên rời cung bắn ra, chân khí bạo phát, thân ảnh ẩm ẩm phóng lên cao. Trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn trực tiếp phóng về phía lục thiếu du. Bàn chân đồng quy tinh đạp mạnh hư không, một đạo chảo ấn nhanh chóng chụp về phía trước khiến cho không gian vạn vẹo. Mục tiêu thẳng tới Lục Thiếu Du. Gia Cát Tây Phong phía sau cũng có động tác, cái quạt trong tay bỗng nhiên chớp động, giống như một cái thước chỉ thẳng về phía Lục Thiếu Du, dường như trên cái quạt này còn mang theo một cỗ thú uy mạnh mẽ. Trong khí tức của ba người thì hai người đồng quy tinh, Công Tôn Hóa Nhai là Vũ Vương Cửu Trọng đỉnh phong, mà khí tức của Gia Cát Tây Phong còn không dưới hai người này, dường như còn có ẩn giấu trong nháy mắt ngắn ngủi, ba đạo công kích của ba người, chảo ấn, trưởng ấn, chiết phiến, mỗi một đạo công kích đều có lực xé rách không gian. Công khí như sấm sét hội tụ, kinh phong đáng sợ trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ra. Năng lượng kinh khủng dưới trăm vạn ánh mắt hung hăng bao phủ lục thiếu du. Hạ lưu, vô sỉ, ba người này quả thực quá đê tiện. Nhìn thấy cảnh này, cường giả trong vân dương tông, linh thiên môn, phi linh môn lập tức mắng to một tiếng. Cái gì mà nhường ba chiêu, một chiêu đã toàn lực xuất thủ dường như còn muốn nhanh chóng giải quyết lục thiếu du căn bản không có ý định nhường lại còn nói nhường ba chiêu có lẽ ba người này muốn lục thiếu du buông lỏng cách giác a ra các tây phong công tôn hóa nhai đồng quy tinh ba người các ngươi quá vô sỉ không biết xấu hổ đê tiện vô sỉ hạ lưu lữ tiểu linh tức thì mắng to dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chúng cường giả giá linh tôn giả vô liêm sỉ giác linh tôn giả tình linh tôn giả cùng chúng cường giả linh thiên môn giận dữ dường như muốn xuất thủ, giác linh tôn giả, các ngươi gấp cái gì? chúng ta còn chưa gấp a, thiên phong tôn giả nói. vân khiếu thiên mỉm cười, nụ cười này mang theo ý tứ chế diễu, thực lực của lục thiếu du hắn là người rõ ràng nhất, lực phòng ngự kinh khủng của tiểu tử kia há là thứ mà người bình thường có thể đối phó. công tôn hóa nhai, đồng quy tinh là vũ vương cửu trọng đỉnh phong thì làm sao? gia cát tây phong dường như có chút ẩn giấu, thế nhưng chỉ sợ tính toán của gia cát tây phong sẽ phải thất bại. giữa không trung. Hắc Vũ lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, công kích kinh khủng của ba người phóng lên cao, khoảng cách càng ngày càng gần Lục Thiếu Du. Nói thì dài thế nhưng trên thực tế chỉ trong sát na mà thôi. Mà trong sát na này, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười nhạt, ba người này nói cái gì mà nhường ba chiêu, Lục Thiếu Du căn bản không tin, cho nên cũng không để ý. Chương 1950, một chiêu bắt giữ một. Thanh Linh Khải Giáp, Hổ Biến trong lúc cười nhạt, ánh mắt lục thiếu du trầm xuống, trong nháy mắt trực tiếp thôi động hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp, thân thể ngay ở trên không trung trực tiếp bành trướng rồi mở rộng, đồng thời bao trùm lên lân phiến, quang mang quanh quẩn, lân phiến trên thanh linh khải giáp thu lại, bao phủ thân thể. sưu sưu, lân phiến màu xanh tràn ngập lưu quang giống như, đao mang bao trùm thân thể mang theo năng lượng kinh người, thân thể lục thiếu du không ngừng biến hóa, gần cốt cơ thể, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản đều mở rộng ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai tay Lục Thiếu Du đã hóa thành hai hổ trảo lớn, toàn thân được lân phiến bao phủ, thân thể đã hóa thành một đầu cự hổ trên trăm thước. Cự hổ màu trắng xanh, hung mãnh dị thường, quanh thân tràn ngập điện mang, một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác kinh hãi, chấn động tràn ra. Trời ạ, à, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại biến thành cự hổ rồi? Chẳng lẽ là vũ kỹ? Lẽ nào đây là bí pháp? Trong nháy mắt Lục Thiếu Du thi triển hổ biến khiến cho mọi người khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi không nói nên lời. Lữ Chính Cường, Không Mỹ Vi, Lữ Tiểu Linh, Giác Linh Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả cùng với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Quánh, Hổ Viêm Thiên Vương cùng với đám người thiên thủ quỷ tôn của Phi Linh Môn kinh ngạc tới há hốc mồm. Điều này vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Cảnh này khiến cho công tôn hóa nhai, đồng quy tinh, ra các tây phong chấn động, công kích vô hình trung chậm lại một chút. Thế nhưng trong nháy mắt này công kích của ba người cũng đánh về phía lục thiếu du, công kích của hai người công tôn hóa nhai đồng quy tinh một trưởng một trào trực tiếp đánh về phía lục thiếu du chiết phiến trong tay ra các tây phong trực tiếp công kích về phía lục thiếu du giống công kích của ba người đánh tới trong thoáng chốc một tiếng hổ gầm từ trong miệng lục thiếu du truyền ra trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ dưới cỗ uy áp này tất cả yêu thú ở chung quanh toàn thân phát lạnh đại bộ phận người phía xa che lỗ tai lại vẻ mặt đỏ bừng ánh mắt to lớn của lục thiếu du trầm xuống đối mặt với công kích của ba người dưới hổ biến, lục thiếu du làm sao phải e ngại. Chi trước vung lên, đột nhiên tại thành một đường cong quái dị, điện mang quanh quẩn trên móng vuốt. Thân thể cự hổ khổng lồ của lục thiếu du trong không trung đột nhiên nhảy ra, giống như một con hổ vồ mồi mang theo uy thế kinh người. Thân thể uy vũ trực tiếp đánh văn gợn sóng trong không gian, miệng hét lớn một tiếng, tề thiên liệt địa chảo. Sư, hai móng vuốt đánh xuống, cả không gian giống như phong vân biến sắc, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời hội tụ, hai đạo chảo ấn dưới hai móng vuốt bắn ra. Chảo ấn mang theo xu thế sấm sét trong đánh về phía công kích của công tôn hóa nhai và đồng quy tinh. Cạch cạch, dưới chảo ấn như vậy công kích của hai người trực tiếp bị đánh trúng. Chỉ trong nháy mắt rằng co, trong không trung vang lên tiếng trầm muộn xé gió, toàn bộ không gian run rẩy. Một chảo một trưởng của hai người trong sát na đã bị hai đạo tề thiên liệt hỏa chảo của lục thiếu du, đánh tan thành mảnh nhỏ tu vi của hai người đều là vũ vương cửu trọng đỉnh phong, lại không phải là vũ vương cửu trọng đỉnh phong bình thường. Thực lực có thể so sánh với vũ tôn nhất trọng bình thường, thế nhưng hai người này vẫn không thể chống lại tề thiên liệt địa chảo của lục thiếu du. Lục thiếu du chỉ bằng vào lực lượng một chảo, ở dưới trạng thái hổ biến có thể xé rách vũ tôn nhất trọng bình thường, lúc này phối hợp với tề thiên liệt địa chảo, uy lực không cần phải nói. Cho dù thực lực hai người công tôn hóa nhai, đồng quy tinh có mạnh mẽ hơn cũng không có tác dụng, tranh lệch quá lớn công kích của hai người bị phá hủy, trong lòng khiếp sợ, kinh ngạc không nói nên lời. Thực lực của linh tướng hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Trước tiên đồng quy tinh, trong nháy mắt bố trí một đạo quang cháo màu đen giống như cương cháo phòng ngự, công tôn hóa nha nhanh chóng bố trí một đạo quang mang màu trắng giống như khải giáp. Mà dưới tề thiên liệt địa chảo nóng bỏng, kinh khủng của lục thiếu du vừa mới phá hủy trường ấn và chảo ấn của hai người, kinh khí nhanh chóng khuếch tán, kinh khí nóng bỏng xé rách không gian, lộ ra từng cái khe đen kịt mà trong đó, hai người công tôn hóa nhai, đồng quy tinh vội vàng bố trí thủ đoạn phòng ngự lúc này, cũng chật vật bị bao phủ vào bên trong. Phanh! Đồng thời, chiết phiến của Gia Cát Tây Phong, trực tiếp đánh lên trên thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du. Trước chiết phiến, không gian vạn vẹo, lực lượng kinh người chút xuống, tất cả cường giả linh thiên môn và phi linh môn nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức thì lo lắng. Ai! Mà lúc này Vân Khiếu Thiên nhìn thoáng qua Gia Cát Tây Phong rồi nở nụ cười quỷ dị ngay khi tiếng cảm tán của Vân Khiếu Thiên còn chưa dứt, chiết phiến của Gia Cát Tây Phong đánh tới nơi, thế nhưng không đánh xuống thì không sao. Chiết phiến vừa mới đánh xuống trên thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du, tức thì có một cỗ điện mang phản phệ, lực lượng cuồng bạo nhanh như thiểm điện vọt tới. Biến cố như vậy khiến cho Gia Cát Tây Phong kinh ngạc thối lui, hắn thật không ngờ dưới một kích của mình, Lục Thiếu Du lại không bị tổn thương một chút nào. Lực phòng ngự không ngờ lại kinh khủng tới mức này, mà điện mang kinh khủng kia còn có thể phản phệ khiến cho toàn thân hắn tê dại chân khí giống như đình trệ dọa cho hắn nhanh chóng thối lui. Biến hóa kinh người này cũng khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì biến hóa này vượt quá dự liệu của mọi người. Phanh phanh, hoàn toàn không để ý tới ra các tây phong, hai chi trước của lục thiếu du, trực tiếp đánh về phía công tôn hóa nhai và đồng quy tinh, dưới tề thiên liệt địa chảo hai người căn bản không thể chống lại. Chảo ấn mang theo không gian vạn vẹo trong nháy mắt bao phủ thân thể hai người, cương cháo màu đen của đồng quy tinh nứt nẻ, Khải giáp giống như nham thạch của công tôn hóa nhai cũng bị nghiền nát, không ngờ cũng là vũ linh khí địa cấp. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này hai người làm sao có thể chống lại Tề Thiên Liệt Địa Trảo của Lục Thiếu Du, máu tươi phun ra. Ngay sau đó hai người không may này bị đánh bay từ trên cao xuống, phân biệt đập vào hai ngọn núi trong phạm vi Thiên Môn cốc. Thân thể đập xuống, đất núi rung chuyển, đá vụn bắn ra bốn phía, ngọn núi bị đập thành một cái hố to chỉ trong chốc lát thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lần nữa đánh xuống, hai móng vuốt lớn đánh vào hai ngọn núi kia. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển, hai đạo chảo ấn đánh xuống vào hai cái hố to trên ngọn núi, thân thể khổng lồ mang theo uy áp của vương giả, mặt đất trên núi nứt nẻ, khí thế chấn động nhân tâm. "Giống." Một tiếng rít gào vang lên, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đứng thẳng, móng vuốt lớn trên thân thể lúc này trong nháy mắt mang theo không gian lực bao phủ hai đạo thân ảnh kia hai đạo thân ảnh này nhanh chóng bị lục thiếu du cấm chế quanh người máu tươi đầm đìa dường như dưới một chiêu của lục thiếu du bị thương không nhẹ chương một nghìn chín trăm năm mươi một một chiêu bắt giữ hai nhìn thấy cảnh này mọi người kinh hãi không ngờ dưới một chiêu lục thiếu du lại bắt được hai người công tôn hóa nhai và đồng quy tinh đáng chết cho gn nháy mắt công tôn hóa nhai và đồng quy tinh bị thương nặng dưới một chiêu rồi bị bắt giữ thanh sát tôn giả và phá vũ tôn giả cũng không nhịn được nữa sắc mặt hai người kinh hãi thân ảnh chợt lóe lao thẳng về phía lục thiếu du sư trong lúc đó âm nguyệt tôn giả của lan lăng sơn trang cũng lao thẳng về phía lục thiếu du hừ không có một chút do dự nào thiên phong tôn giả giác linh tôn giả hừ lạnh một tiếng thân ảnh hai người trong nháy mắt nhảy ra tập trung vào phá vũ tôn giả và thanh sát tôn giả sư sư thiên thủ tôn giả tình linh tôn giả âm trầm gợn sóng trong không gian chung quanh hai người rung động lập tức thân ảnh hai người biến mất tại chỗ sư Đồng thời, mắt thấy Lục Thiếu Du dùng một chiêu bắt hai người công tôn hóa nhai và đồng quy tinh, công kích kinh khủng của Lục Thiếu Du đã sớm không còn ở đẳng cấp vương cấp. Gia Cát Tây Phong hít sâu một hơi, ngoài công kích còn có lực phòng ngự kinh khủng của Lục Thiếu Du, khiến cho trong lòng hắn phát lạnh cho nên nhanh chóng thối lui, đâu còn dám chống lại. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra không đến hai hô hấp, đều là siêu cấp cường giả xuất thủ. Động tác đều nhanh tới cực hạn, trong vòng chưa tới hai hô hấp đủ để phát sinh vô số biến cố. "Gia Cát Tây Phong, ngươi trốn đi đâu?" Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, hắn làm sao có thể thả cho Gia Cát Tây Phong đi được, khí tức đã sớm tập trung vào trên người Gia Cát Tây Phong, thân thể to lớn hạ xuống mang theo hai người công tôn hóa nhai, đồng quy tinh thế nhưng tốc độ cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước người Gia Cát Tây Phong. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta thực sự muốn chạy trốn sao?" Cùng lúc này Gia Cát Tây Phong bỗng nhiên quay đầu lại, khí tức quanh thân tràn ra trường bào trên người tung bay, khí tức của vũ tôn nhất trọng hiển lộ. Quanh thân cũng được bố trí một kiện khải giáp màu trắng, toàn thân đều được khải giáp bao phủ. Gia Cát Tây Phong ẩn giấu tu vi, hắn đã là vũ tôn nhất trọng. Cảm nhận khí tức của Gia Cát Tây Phong lúc này, trong lòng không ít người không khỏi trầm xuống. Thiếu Du, cẩn thận thiên long phiến của Gia Cát Tây Phong, thiên long phiến chính là, chiết phiến do xương cốt yêu thú long tộc bát giai luyện chế mà thành. Mặt của nó chính là long lân, lại thêm long huyết cùng vô số thiên tài địa bảo mà luyện chế thành vũ linh khí địa cấp, uy lực rất mạnh. Thiếu Du cẩn thận Thiên Long phiến của Gia Cát Tây Phong, công kích mạnh nhất của Thiên Long phiến chính là Hóa Long kích. Đột nhiên trong tai Lục Thiếu Du vang lên thanh âm của Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên. "Tiểu tử, để xem ngươi còn có thể ngăn cản được công kích của ta hay không." "Chết đi." Gia Cát Tây Phong không dám trực tiếp công kích Lục Thiếu Du, lôi điện lực kinh khủng cắn trả khiến cho toàn thân hắn tê dại, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, cái quạt trong tay mở ra, trong nháy mắt bên trong cái quạt có một tiếng long khiếu vang lên. Ngao! Thanh âm vang lên, tiếng gầm quanh quẩn trong không dung. Bên trong chết phiến bắn ra quang mang trói mắt. Tiếp đó chỉ thấy quang mang trói mắt trong chết phiến, của gia cát tây phong hóa thành một đầu cự long màu đen. Đầu cự long này dài vài trăm thước, dáng dấp dữ tợn giống như vật còn sống, mang theo kinh khí kinh khủng cùng với uy áp mạnh mẽ. Tiếng rít gào vang lên, trực tiếp đánh về. Phía lục thiếu du, nhìn đầu cự long màu đen, trong đôi mắt lớn của lục thiếu du hiện lên ánh mắt kỳ dị sau đó thân thể to lớn trực tiếp đánh tới trời ạ à, lục thiếu du không ngờ lại muốn trực tiếp chống lại hóa long kích của thiên long phiến lực phòng ngự của hắn chả lẽ lại kinh khủng như vậy sao quá tự kiêu giỏi. công kích của thiên long phiến do ra các tây phong thi triển ra cho dù vũ tôn tam trọng cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể chống lại vũ tôn tứ trọng sợ rằng cũng không dám sơ ý lùi về cho ta đồng thời phía sau lưng lục thiếu du thiên phong tôn giả Giác Linh Tôn Giả và Phá Vũ Tôn Giả của Hóa Vũ, Tông và Thanh Sát Tôn Giả của Hắc Sát Giáo đã giao thủ với nhau. Phanh phanh, công kích của bốn người tiếp xúc giống như vẫn thạch va chạm, trong nháy mắt cả không gian run lên, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc phá không chút xuống, cả không gian giống như đổ nát. Kinh phong đáng sợ tức thì xuyên thấu không gian tàn sát tứ phía, vô số ngọn núi phía dưới đều bị săn bằng. Ngao, đồng thời, trong ánh mắt kinh ngạc của trăm vạn người, cự long màu đen mang theo công kích kinh khủng, trong nháy mắt đánh vào trên thân thể to lớn của Lục Thiếu Du. Cự long này so với thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du còn lớn hơn 8 lần, hai vật va chạm vào nhau giống như vẫn thạch va chạm, quang mang chói mắt bắn ra. Ầm ầm. Dưới quang mang này trong sát na cả không gian run rẩy, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc chút xuống. Không gian giống như đổ nát, lực lượng kinh khủng hung hăng đánh lên thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du. Giống một tiếng rít gào xuyên thấu không gian, thân thể cự hổ khổng lồ của lục thiếu du trực tiếp bị đánh lùi lại mấy bước cỗ lực lượng mạnh mẽ này cũng không nhỏ nhưng mà lúc này thân thể lục thiếu du cũng chỉ bị đẩy lui mấy bước mà thôi đầu cự long màu đen khổng lồ tức thì bị lôi điện lực phản phệ điện mang quấn quanh thân ảnh hắc long như biến nó thành một đầu điện long tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi tiêu tán khục khục giữa không trung đầu hắc long bị phá hủy thân hình ra các tây phong đồng thời bị đánh bay đi ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi trốn chỗ nào thân thể khổng lồ của lục thiếu du dùng tốc độ mạnh mẽ giống như hổ vồ mồi lực lượng và tốc độ kết hợp hoàn mỹ bộc phát ra công kích kinh người tiểu tử dừng tay cho ta thân ảnh âm nguyệt tôn giả trong chớp mắt xuất hiện phía sau lục thiếu du âm nguyệt tôn giả giao cho chúng ta đồng thời thiên thủy tôn giả và tình linh tôn giả xuất hiện hai người liên thủ trong khoảnh khắc chắn phía sau lưng lục thiếu du lục thiếu du vốn không lo lắng có hắc vũ ở bên lược trận hắn hoàn toàn không cần bận tâm quá nhiều ra các tây phong bị đẩy lui, trong lúc bị đẩy lui nhìn thấy thân thể lục thiếu du lăng không lao thẳng tới, sắc mặt tức thì đại biến, nhanh chóng chạy trốn. Tiểu tử, ngươi dám, trong lan lăng sơn trang, mấy cường giả tôn cấp trong nháy mắt này lao thẳng về phía lục thiếu du, sắc mặt cả đám đại biến. Nếu như trang chủ rơi vào trong tay người này thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Còn muốn chạy sao? Nhìn ra các tây phong đang nhanh chóng chạy trốn phía trước, hai mắt lục thiếu du lạnh lẽo vẻ mặt khẽ biến hóa, trong lòng quát nhe một tiếng, thời gian thắc loạn. Đột nhiên quanh thân Lục Thiếu Du có một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra, gợn sóng trong không gian lan tràn với một tốc độ bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Đột nhiên trong nháy mắt đem ra các tây phong bao phủ. Chương 1952, thi triển tuyệt chiêu. Gợn sóng trong không gian bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy này, trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian. Trong lòng ra các tây phong cảm nhận một cảm giác không tốt, trong hoảng hốt thế nhưng lại không nói nên lời. Lúc này mọi người kinh ngạc nhìn thấy một màn, thân ảnh ra cát Tây Phong dường như dừng lại một chút, dừng lại chỉ trong chớp mắt này, cũng chỉ có người có tu vi trên tôn cấp mới có thể cảm giác được, thực lực thấp căn bản không thể cảm nhận được. Cảm giác hoảng loạn trong lòng ra cát Tây Phong chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà lúc này trước mặt ra cát Tây Phong hiện lên thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du, thân ảnh Lục Thiếu Du, vì sao lại quỷ dị xuất hiện trước mắt hắn như vậy hắn hoàn toàn không biết được biến hóa bực này, ra các Tây Phong đương nhiên còn không biết, vừa rồi hắn đã bị thời gian thác loạn của Lục Thiếu Du, làm ảnh hưởng trong lúc vô thanh vô tức. Trong nháy mắt vừa rồi dưới sự ảnh hưởng của Lục Thiếu Du, thời gian đã trở thành gấp 10 lần, tuy rằng chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, thậm chí còn không đến một chớp mắt, thế nhưng cũng đủ để cho Lục Thiếu Du trong nháy mắt chắn trước mặt hắn. Uy lực của thời gian thác loạn lúc này, cũng khiến cho bản thân Lục Thiếu Du phải sợ hãi than, đồng thời trong lòng cũng vui mừng không ngớt, hắn rốt cuộc có thể thôi động tuyệt chiêu thời gian thác loạn của sư phụ tuy rằng đây chỉ là một chút da lông trong da lông thế nhưng cũng chứng minh hắn đã lĩnh ngộ thời gian tới giai đoạn nhập môn giống tuy rằng trong lòng mừng rỡ thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới việc lục thiếu du xuất thủ hắn không dừng lại một chút nào thân ảnh vừa mới xuất hiện điện mang quanh quẩn tề thiên liệt địa trào lần nữa được thôi động không gian chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời hội tụ tới một đạo trào ấn được bắn ra chảo ấn xé rách không gian sau đó bao phủ ra cát tây phong. Không xong. Trong lờ ổng ra cát tây phong thầm kêu một tiếng không xong, thế nhưng hắn muốn thoát thân đã không còn kịp nữa rồi. Quanh thân hắn lúc này trong lúc vô hình có một cỗ không gian lực bao phủ, cỗ không gian lực này còn mạnh hơn của hắn khiến cho hắn không thể thoát thân ra, thì đã bị chảo ấn bao phủ. Năng lượng thuộc tính hỏa bằng bạc, trong thiên địa mang theo kình khí sắc bén chút xuống cơ thể hắn. Phanh! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, ra các tây phong căn bản không thể chống lại, chảo ấn trực tiếp xé rách không gian tạo thành cái khe đen kịt trong không gian. Khục khục, trong bầu trời, không gian bị chảo ấn xé rách. Khải giáp trên người ra các tây phong bị nghiền nát, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong nháy mắt từ trên không trung rơi xuống. Ầm ầm. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, ra các tây phong không thể chống lại, thân thể trực tiếp đập xuống sơn cốc dưới mặt đất. Lực lượng mạnh mẽ tạo thành một cái hố sâu, đá vụn bắn tứ tung, mặt đất nứt nẻ. Phanh phanh phanh. Đồng thời, Âm Nguyệt Tôn giả và Thiên Thủy Tôn giả, Tình Linh Tôn giả giao thủ với nhau, ba người mang theo năng lượng thiên địa va chạm, lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian bị xé rách tạo thành những cái khe đen kịt. Khục khục. Hai người Thiên Thủy Tôn giả, Tình Linh Tôn giả chống lại Âm Nguyệt Tôn giả, thân hình bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Có vẻ có chút chật vật, Vũ Tôn Ngũ trọng dưới tình huống bình thường căn bản khó có thể chống lại Tôn giả lục trọng, không phải ai cũng biến thái như Lục Thiếu Du có thể vượt cấp chống lại đối thủ. Giống trong chớp mắt này, Lục Thiếu Du không có một chút do dự nào, thân thể khổng lồ trong nháy mắt nhảy xuống, một chảo tức thì đánh xuống, hung hăng đánh về phía Gia Cát Tây Phong đang ở dưới hố sâu. Tất cả hành động lưu loát giống như nước chảy mây trôi, nghiêm túc mà nói, Lục Thiếu Du chỉ mới thi triển hai chiêu mà thôi. Nếu tính cả thời gian thác loạn thì là ba chiêu, mà trong vòng hai chiêu, Lục Thiếu Du đã đem ba người công tôn hóa nhai, đồng quy tinh, Gia Cát Tây Phong kiêu ngạo không gì sánh được đánh bại. Tất cả mất có hai chiêu. Nói thì dài thế nhưng nếu tính còn chưa được một phút đồng hồ. Sư sư, tiểu tử, ngươi dám. Lan lăng sơn trang ta nhất định sẽ băm vào ngươi thành vạn đoạn. Mấy cường giả tôn cấp trong lan lăng, sơn trang trong nháy mắt xuất hiện phía trước lục thiếu du, cả đám đánh xuống. Rao, giống. Trong phi linh môn, đám người bàn hủy, bàn vân, long linh, xích viêm, sát phá quân, thiên thủ quỷ tôn, hắc hùng dích gào, thân thể to lớn nhanh như thiểm điện bắn về phía trước trong linh thiên môn, vân dương tông, chúng cường giả tôn cấp cũng bắn ra. Đám cường giả tôn cấp của hắc sát giáo, hóa vũ tông lúc này cũng không cam lòng chịu thiệt, trước sau bắn tới. Mắt thấy cường giả lan lăng sơn trang đánh tới, ánh mắt lục thiếu du lạnh lẽo nhìn qua chúng cường giả tôn cấp rít lên một tiếng. Ai dám tiến lên một bước, ra các tây phong sẽ chết trước. Sư sư, mấy cường giả tôn cấp của lan lăng sơn trang tức thì dừng lại, sắc mặt vô cùng xấu xí. Ra các tây phong bị bắt, bọn họ bó tay bó chân, cũng không có cách nào khác. Ngao. Trong nháy mắt này đám người bàn hủy, bàn vân, long linh, xích viêm, thiên thủ quỷ tôn, sát phá quân, hắc hùng cũng xuất hiện bên người lục thiếu du. Sư sư. Theo đó, cường giả tôn cấp của linh thiên môn, vân dương tông, hóa vũ tông, hắc sát giáo, lan lăng sơn trang cũng xuất hiện. Chúng cường giả nhìn nhau, khí tức kinh khủng phóng lên cao, dưới uy thế này không gian rung động. Sư. Thân thể cao lớn của lục thiếu du đứng thẳng, trên vuốt trái lúc này là đồng quy tinh, công tôn hóa nhai, bên phải là gia cát tây phong máu tươi đầm đìa. Người đứng đầu ba đại sơn môn đều bị Lục Thiếu Du bắt giữ. Quang mang quanh thân chợt lóe lên, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du trong nháy mắt hóa thành hình người, nhanh chóng cấm chế ba người gia cát tây phong, đồng quy tinh, công tôn hóa nhai lần nữa. Ba người gia cát tây phong, công tôn hóa nhai, đồng quy tinh lúc này mới biết được, hóa ra thực lực của Lục Thiếu Du lại kinh khủng tới một bước này đồng thời còn có lực phòng ngự quá mạnh mẽ lực phòng ngự này quả thực chính là biến thái ba người vốn tưởng rằng lục thiếu du trúng kế khích tướng của bọn họ lúc này bọn họ mới hiểu ra hóa ra bọn họ mới chính là người trúng kế của lục thiếu du sợ rằng trước đó lục thiếu du còn đang suy nghĩ làm sao để có thể bắt giữ ba người bọn họ không ngờ ba người lại tự động đưa tới cửa buồn cười thay ba người trước đó không đặt lục thiếu du vào trong mắt thế nhưng sợ rằng lục thiếu du này ngay từ đầu cũng không đặt bọn họ vào trong mắt a trong Thiên môn cốc, tổng cộng có hơn 200 vạn ánh mắt lúc này đều mang theo vẻ kinh ngạc và chấn động nhìn về phía Lục Thiếu Du. Cả đám sợ hãi than thở, kinh hãi vì thực lực của Lục Thiếu Du không ngờ lại mạnh tới trình độ như vậy. Trong vòng 2 chiêu bắt giữ người đứng đầu ba đại sơn môn, Linh Vũ Chiến Vương, Linh Vũ Chiến Vương, Linh Vũ Chiến Vương.